Rồi, xin chào các bạn ha, thì lại là mình đây. Thì đến hẹn lại lên. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn với các bạn giải những cái câu hỏi đã xuất hiện trong đề thi TOEIC Reading, cụ thể là phần part 5 năm 2024 này. À, thì thật ra là mỗi năm mình chỉ làm một clip thôi. Và nếu bạn nào còn nhớ thì hồi đầu năm mình đã làm một cái video cập nhật cho các bạn rồi đó. Nhưng mà trong hôm nay mình sẽ ra tiếp một video để cập nhật tiếp cho các bạn những dạng câu hỏi của năm 2024. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy là trong những cái quý vừa qua của quý 1, quý 2 và đầu quý 3 vừa rồi á, thì người ta có xuất hiện một số dạng câu hỏi mới cũng như là một số từ vựng mới. Chính vì vậy hôm nay mình sẽ giải cho các bạn những câu hỏi xuất hiện trong quý vừa rồi để các bạn cập nhật nhanh luôn, bởi vì có một số từ vựng mới mình muốn giới thiệu với anh em. Rồi, bây giờ thì không nói nhiều nữa, vừa luôn. Rồi, và đây là câu hỏi đầu tiên. Nói chung là đây là những cái câu hỏi mà các bạn giáo viên ở trung tâm của mình đi thi cập nhật về đó các bạn. Thì mình sẽ cho các bạn biết cái cách làm cũng như là những từ vựng các bạn nên lưu ý. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu giải bình thường thôi. Thì đối với dạng câu hỏi part 5 điền từ thì như mình đã giải cho các bạn những video trước đây rồi. Hãy đầu tiên nhìn vào bốn đáp án A, B, C, D trước, bởi vì bốn đáp án là một phần của đề bài và nó cho các bạn biết đây là dạng bài gì để từ đó các bạn đưa ra cách làm phù hợp hơn. Chứ nhiều khi mình đọc cái đề thì mình cũng không hiểu hết được đâu các bạn. Nên là nhìn bốn đáp án trước thì các bạn thấy nè, bốn đáp án A, B, C, D chứ đều là biến thể của từ innovate, đúng không? Thì mình sẽ phân loại ra, nó khác nhau cái đuôi thôi. Đó, nó cùng một nghĩa nhưng khác về từ loại. Suy ra đây là dạng biến thể của từ loại. Bước đầu tiên các bạn hãy phân loại nó. Câu A, lution là danh từ. Câu B, đuôi or là danh từ, nhưng mà thường là danh từ chỉ người, đúng không các bạn? Còn câu C là động từ. Câu D, đuôi ive là tính từ đó. Nói chung là nếu bốn đáp án giống nhau và khác nhau cái đuôi thì đây là dạng biến thể của từ loại. Bước đầu tiên hãy phân loại nó ra như vậy đó, dựa vào cái đuôi. Và sau đó thì các bạn hãy nhìn vào đề bài. Đó, nhìn vào khoảng trống nhé. Đối với dạng này thì nhìn vào khoảng trống phía trước và phía sau nó là cái gì các bạn ạ? Thì phía trước là mạo từ a, phía sau là danh từ company. Thì suy ra a là mạo từ, company là danh từ, đúng không? Công ty mà. Đó, thì bây giờ các bạn chỉ cần cho mình biết cái vị trí nằm ở giữa mạo từ và danh từ, mình dùng từ loại gì thôi là xong, đúng không? Làm được câu này rồi, đâu cần phải dịch nghĩa đâu. Đây là dạng về ngữ pháp mà. Thì nếu bạn nào còn nhớ thì đứng trước danh từ 90% chúng ta sẽ dùng tính từ, bởi vì tính từ đứng trước sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ đứng sau đó các bạn. Bởi vậy ở đây thì nếu bạn nào mà biết được như vậy, các bạn quất thẳng vào câu đi, nó cuộc sống rất là đơn giản các bạn. Innovative là cách tân hoặc là đổi mới đó các bạn. Đó là một nghĩa các bạn nên học. Và trong câu này thực ra có một cái từ mình muốn giới thiệu với các bạn nè, đó là một cụm từ biodegradable packaging. Biodegradable nghĩa là có thể phân hủy. Các bạn hiểu đơn giản á, đây là những cái loại bao bì mà có thể phân hủy được. Nói chung là nó không phải là nhựa đó các bạn, bởi vì nhựa thì để tự phân hủy thì sẽ mất khoảng hàng ngàn năm, ví dụ thế. Còn những cái nguyên liệu như là giấy này, như là thực vật này thì nó có thể tự phân hủy trong thời gian ngắn. Chính vì vậy nó có lợi và mình gọi nó là biodegradable packaging, những nguyên liệu đóng gói mà có thể tự phân hủy được. Đấy, đó là nghĩa của từ này. Đây là một từ khá lạ trong TOEIC á, còn IELTS thì nó xuất hiện nhiều lắm các bạn. Và sẵn nói về những cái từ vựng xuất hiện phổ biến nhất trong đề thi TOEIC á, thì mình giới thiệu với các bạn một cái website do mình tự lập ra. Đó gọi là web Anh Lê Online. Đây kiểu như là một web tự học đó các bạn. Thì trên đó mình có review rất là nhiều những cái phần từ vựng về đề thi TOEIC xuất hiện mỗi tháng. Đó, bởi vậy nếu bạn nào mà yếu phần từ vựng, các bạn có thể vào đây để trọng tâm theo dõi những cái phần từ vựng mới ra. Trên đó còn có rất nhiều phần bài tập các bạn có thể tham khảo đấy. Chuyển sang câu 102. Câu 102 đầu tiên mình vẫn sẽ nhìn vào bốn đáp án A, B, C, D để xác định dạng bài nhé. Thì ở đây nếu bạn nào biết thì bốn đáp án này đều là biến thể của một cái từ loại duy nhất, nó gọi là đại từ. Đại từ trong tiếng Anh á, nếu bạn nào đã học rồi thì các bạn biết nó đóng rất là nhiều chức năng trong câu. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn coi cái bảng này. Rồi, đây là bảng phân loại chức năng của những cái đại từ. Thì đại từ các bạn tiếng Anh gọi là pronoun đó các bạn. Thì mấy cái từ các bạn hay gặp, ví dụ như là I, you, he, she, it thì nó gọi là đại từ đó. Nhưng mà đại từ đóng rất nhiều chức năng trong câu. Nó có thể đóng vai trò là subject, gọi là subject pronoun. Nó có thể đóng vai trò là object. Nó có thể đóng vai trò là tính từ luôn mới ghê các bạn, gọi là tính từ sở hữu đấy. Hoặc là nó có thể đóng vai trò là đại từ sở hữu hoặc là đại từ phản thân đó. Nói chung đại từ là một từ loại duy nhất nhưng nó có thể đóng tới 5 chức năng trong câu, thế mới ghê chứ các bạn. Rồi, và sau khi mình đã phân loại được những cái chức năng của đại từ để nhắc các bạn rồi, thì các bạn nhìn vào đây, bốn đáp án này thực ra đều là biến thể của một đại từ duy nhất, đó là đại từ he.
Và ở đây nó đóng những cái chức năng khác nhau thôi. Câu A là tính từ sở hữu này, câu B là tính từ sở hữu cộng cho own, còn câu C do self các bạn nhớ là nó là đại từ phản thân đấy, còn him đây là đại từ đóng vai trò là tân ngữ object, gọi là object pronoun đó. Rồi ok, sau khi phân loại xong thì các bạn nhìn vào đề bài, thì các bạn nhìn vào đề bài này, thực ra câu này á nó đã có một cái chủ ngữ là Michelin đúng không? Phía sau nó, phía sau chủ ngữ là động từ nè, repair, sửa chữa đó, đây là verb. Và phía sau động từ còn có thêm object nữa, đó là the photocopier. Nói chung đây là một câu mà nó đóng đúng như những cái cấu trúc mình học là subject, verb, object. À, vậy nó còn thiếu được cái gì nữa bây giờ các bạn? Nó thiếu cái gì? Thì ở đây, các bạn lưu ý, phía sau nó có chữ yesterday. Yesterday là một cái adverb. Nó đóng vai trò là bổ sung ý nghĩa cho cả câu này đó. Và câu này thì thực ra các bạn sẽ loại được câu A, đó là tính từ sở hữu, bởi vì tính từ sẽ đứng trước một danh từ nhé, chứ không bao giờ có thể đứng trước adverb được, bởi vậy loại được câu A. Còn các bạn loại tiếp cho mình là câu B, bởi vì his own á, thì nếu mà các bạn muốn dùng nó thì phải có on. On his own nghĩa là tự mình anh ta làm một cái gì đó, đúng không? Nhưng mà ở đây thì phía trước làm gì có on đâu, bởi vì các bạn loại được câu B. Các bạn sẽ loại luôn cả câu D, bởi vì object trong câu này đã có rồi, là the photocopier. Ở đây mình đâu cần object nữa các bạn. Đáp án còn lại là câu cờ thôi, các bạn quất thẳng vào câu cờ là xong. Đấy. Và ở đây thì himself là đại từ phản thân, nó có thể đóng vai trò là để bổ sung ý nghĩa đó. Và ở đây thì các bạn hiểu vậy nè, thật ra trong cấu trúc câu subject cộng verb cộng object á, thì đại từ phản thân sẽ đứng ở cuối câu, nói chung là đứng sau object đó. Và nhiều bạn hay mặc định là đại từ phản thân là phải có by đứng trước, ví dụ như là by himself mới đúng, đúng không? Nhưng by có cũng được, không có cũng không sao. Đó, trong trường hợp này các bạn thấy cái đề này làm gì có by đâu, nó vẫn đúng. Câu này thực ra là người ta nói như nè, cái ông Lin này đã tự mình sửa cái máy copy vào ngày hôm qua. Đơn giản vậy thôi. Đại từ phản thân thường sẽ đứng sau object đó, và nó sẽ nhấn mạnh rằng cái hành động là do chính chủ ngữ thực hiện, chứ không có nhờ vả ai cả. Đó. Và đáp án ở đây là câu C đó. Và đứng sau himself các bạn có thể dùng thêm một cái adverb là yesterday để tiếp tục bổ nghĩa cho cái câu phía trước cũng được luôn. Mình có thể dùng nhiều thứ để bổ nghĩa mà. Đó, đáp án ở đây là câu C nhá. Bởi vậy nhiều bạn hay mặc định là himself đại từ phản thân phải nằm ở cuối cùng luôn. Chưa chắc các bạn ạ, người ta vẫn có thể dùng những cái adverb khác như là yesterday đứng sau nó, đó, vẫn ok đó. Và nhớ là đại từ phản thân thì không nhất thiết phải dùng thêm by đâu nhé. Rồi và bây giờ mình sẽ chuyển sang câu 103 các bạn. Câu này thì một lần nữa nhìn vào bốn đáp án ABCD, thì bốn đáp án này các bạn nhìn đơn giản thì sẽ thấy nó là biến thể của một động từ là discuss, tức là thảo luận đó. Đây là một động từ phổ biến đúng không? Thì đây là những cái động từ nhưng nó giống nhau về mặt ý nghĩa nhưng mà nó khác nhau về dạng động từ các bạn. Bởi vì các bạn biết là trong tiếng Anh thì động từ nó sẽ biến đổi. Ví dụ như là động từ nói về hoạt động ở quá khứ sẽ khác hoạt động ở tương lai, động từ sẽ khác động từ ở hiện tại sẽ khác luôn, đúng không? Bởi vậy ở đây các bạn phải phân loại nó ra xem nó là loại động từ gì. Câu A được gọi là verb 1, tức là động từ gọi là động từ xảy ra ở hoạt động xảy ra ở hiện tại các bạn, tức là nó sẽ không có thêm gì vào đuôi hết. Cái từ discuss này sẽ xuất hiện y như trong từ điển vậy đó. Còn câu B là is verb in, động từ to be, còn verb in là nó nói về hoạt động đang diễn ra đó, đây là thì hiện tại tiếp diễn. Còn câu C có will, đây là hoạt động ở tương lai đúng không các bạn. Còn câu D đây là verb đuôi ed, mình gọi là verb quá khứ đó, hay còn gọi ký hiệu là verb 2. Còn nếu mà bạn nào mà quên hết về tất cả những loại động từ trong tiếng Anh rồi thì sẵn tiện mình sẽ nhắc lại ở cuối bài này nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ đi vào cái đề bài. Sau khi phân tích bốn đáp án xong thì nhìn vào đề bài. Đây là dạng biến thể của động từ. Và đối với dạng biến thể của động từ á, thì các bạn nhìn vào đề bài các bạn phải xác định rõ một điều trước cho mình xem là trong câu này có từ chỉ thời gian hay không. Nếu có thì mình sẽ làm rất là nhanh. Và thật tình cờ và rất bất ngờ các bạn, nó có chứ. Ở đầu câu nó có một cụm từ chỉ thời gian, đó là at the next seminar, tức là ở cái buổi hội thảo tiếp theo. Seminar là hội thảo nha các bạn. Ở buổi hội thảo tiếp theo, tức là đây là một từ chỉ ở tương lai đúng không? Tiếp theo mà, tức là sắp tới. Và động từ ở tương lai chúng ta chỉ có một để chọn mà thôi, đó là will cộng cho discuss. Đáp án ở đây là câu C. Và trong cái đề bài này thì có một từ mình khuyến nghị anh em nên học, đó là từ nằm ở cuối câu luôn các bạn, department. Nó là một danh từ, nó có nghĩa là những cái phòng ban ở trong công ty đó.
Thì các bạn thấy là công ty mình có nhiều phòng ban, ví dụ như là trong cái đề là phòng marketing nè, hoặc là phòng kế toán, phòng nhân sự. Đó, nói chung là nhiều lắm. Rồi, và bây giờ thì như đã hứa, mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn về những cái dạng động từ xuất hiện phổ biến nhất trong bài thi TOEIC. Thì đầu tiên là ba cái ký hiệu động từ các bạn chắc chắn phải biết, mà nhiều bạn chắc biết rồi nhưng mà mình nhắc sơ lại thôi. Đó là verb không, hay còn gọi là verb nguyên mẫu đó. Tiếp theo là verb 1, tiếp theo là verb 2 và tiếp theo là verb in. Vậy những cái ký hiệu này nói cho chúng ta biết động từ này đang nói lên ý nghĩa gì các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ đi về cái verb 0. Verb 0 các bạn cứ hiểu đơn giản, đây là ký hiệu của động từ nguyên thể. Tức là nó xuất hiện y như trong từ điển vậy đó. Nó không có một cái sự thay đổi gì hết. Nó không thêm s, không thêm in vào đuôi gì hết. Nó y như trong từ điển vậy. Và verb không, nó không nói lên cái hành động này diễn ra ở một thời điểm cụ thể nào đâu. Ở đây mình sẽ ví dụ verb không dùng cho trường hợp nào. Thì giống như hồi nãy đó các bạn, verb không sẽ đứng sau những cái modal verb. Ví dụ nha, modal verb mà mình hay biết là can. Ví dụ như là các bạn thấy là người ta nói cái câu ví dụ này nè, I can't play this game. Play là động từ chơi đúng không? Đó. Và can là modal verb. Câu này dịch ra là tôi có thể chơi trò chơi này. Đó. Thì các bạn thấy cái động từ play này đứng sau modal verb là can, thì nó sẽ y hệt như trong từ điển vậy. Đó. Khi các bạn tra từ điển ra, nó sẽ tra từ play này nè. Và nó sẽ không thay đổi bất cứ một cái gì hết. Không thêm s, không thêm in gì hết. Đó. Bởi vì nó đứng sau modal verb là can mà. Đúng không? Bởi vậy các bạn cứ nhớ đơn giản, verb không nó sẽ y hệt như khi các bạn tìm trong từ điển, nó không có biến đổi gì hết. Và nó sẽ có tác dụng phổ biến nhất là đứng sau một cái modal verb. Trong cái ví dụ này là can, nó đứng sau can đúng không? Nhưng mà trong cái đề hồi nãy các bạn để ý là nó, một cái động từ sẽ đứng sau một cái modal verb khác là will. Will cũng là modal verb nhé. Chính vì vậy đứng sau will là verb không đó. Rồi, và chuyển sang một cái loại động từ khác nữa các bạn, đó là verb 1. Verb 1 là gì? Verb 1 là dùng để nói về những cái hoạt động mà nó diễn ra ở hiện tại các bạn. Hoặc là nó là một cái thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày chẳng hạn. Và lưu ý, verb 1 nó phức tạp hơn. Tức là khi mà cái động từ verb 1 này nó đi với chủ ngữ số nhiều thì nó sẽ có cấu tạo y hệt như là verb 0 vậy đó. Tức là nó không có thêm thắt gì vào đuôi cả. Nhưng khi đi với chủ ngữ số ít thì nó sẽ phải thêm s hoặc là es vào đuôi. Rồi, ở đây mình sẽ ví dụ cho. Ví dụ khi mà verb 1 đi với chủ ngữ số nhiều đi, thì nó là students play this game every day. Tức là những người học sinh này chơi game mỗi ngày, đúng không? Thì ở đây các bạn thấy là chủ ngữ số nhiều rồi, students thêm s, tức là những người học sinh, nhiều người đúng không? Và play này sẽ y hệt như cái verb không hồi nãy vậy, các bạn thấy không? Nó đâu có thêm gì vào đuôi đâu. Đó, bởi vậy mới nói verb 1 khi đi với chủ ngữ số nhiều á thì nó sẽ có cấu tạo y hệt như là verb không, rất là dễ nhầm lẫn nha. Rồi, nhưng mà tiếp theo khi mà đi với chủ ngữ số ít á thì verb 1 sẽ phải thêm s hoặc là es. Ở đây mình ví dụ cho, không phải là nhiều học sinh nữa mà là một học sinh thôi, a student, thì các bạn phải dùng plays thêm s. Đó, các bạn thấy nó thêm cái s ở đây không? Đó. Đó là sự khác biệt của verb 1 so với verb 0. Verb 0 á là nó chỉ có tác dụng là đứng sau modal verb thôi và nó sẽ không có thay đổi gì hết. Nó xuất hiện y như trong từ điển vậy đó. Còn verb 1 đi với chủ ngữ số nhiều á thì nó cũng y vậy luôn, không thay đổi gì hết. Nhưng khi đi với chủ ngữ số ít nó sẽ phải thêm s. Đó là sự khác biệt các bạn nhé. Và verb 1 dùng để nói về hoạt động xảy ra ở hiện tại. Còn verb 0 là nó không có nói về thời gian nào đâu. Đó. Rồi, chuyển sang một cái loại verb nữa, đó là verb 2. Verb 1 thì phải tới verb 2 các bạn. Verb 2 là dùng để nói về những hoạt động, những cái động từ diễn tả hoạt động ở quá khứ á, hay mà các bạn hay biết là cái thì quá khứ đơn á các bạn. Đó. Và verb 2 thường có cấu tạo là thêm đuôi ed vào verb 0 để tạo ra verb 2. Chính vì vậy người ta hay gọi verb 2 là verb ed đó các bạn. Ở đây mình ví dụ cho. Nhưng mà có một điểm các bạn lưu ý, đó là dù nó đi với chủ ngữ số nhiều hay là chủ ngữ số ít đi nữa thì verb 2 vẫn là đuôi ed bình thường. Chứ nó không có biến đổi khác biệt dựa vào chủ ngữ nhé. Hồi nãy là verb 1 là đi với chủ ngữ số nhiều nó khác, đi với chủ ngữ số ít nó khác. Nhưng mà verb 2 nó dễ lắm các bạn, nó đi với thằng nào cũng y như nhau. Ví dụ đi, dù các bạn dùng chủ ngữ số nhiều là students thì vẫn là play này, đuôi ed đấy không? Dù các bạn dùng chủ ngữ số ít là a student thì vẫn là play này luôn, không có sự khác biệt gì hết. Bởi vậy mới nói verb 2 đi với chủ ngữ số ít, số nhiều gì vẫn y hệt như nhau bằng cách thêm đuôi ed. Nhưng có một điểm nữa các bạn cần phải lưu ý, đó là có những trường hợp động từ bất quy tắc. Tức là những cái động từ mà ở quá khứ verb 2 á
thì nó không thêm đuôi ED, thế mới đau chứ các bạn. Bởi vậy nó gọi là bất quy tắc, không theo quy tắc đuôi ED đó. Và nó sẽ biến đổi tùm lum tùm la vậy đó. Ví dụ như là động từ ride này nè, verb 2 của nó sẽ là rode chứ không phải là ride thêm ED đó. Có một số động từ bất quy tắc này thì các bạn phải học thuộc lòng thôi. Cái này mình đã nói trong những video trước đây rồi. Ok. Rồi, tiếp theo là một cái loại động từ nữa mình đã gặp hồi nãy rồi và chắc các bạn cũng rất quen thuộc với nó, đó là verb thêm ing. Verb thêm ing thì thường mình sẽ dùng nó kết hợp với một cái động từ to be đứng trước để tạo ra cái thì hiện tại tiếp diễn, tức là dùng để nói về những hoạt động đang diễn ra ở thời điểm mình nói đó các bạn. Thì ở đây các bạn coi câu ví dụ này. Students are playing a game now. Tức là những người này, những người học sinh này nè, đang chơi game ở thời điểm hiện tại. Tức là lúc mình nói là nó đang chơi đó. Thì các bạn thấy play thêm ing và phải kết hợp với động từ to be là are để tạo ra động từ ở thì hiện tại tiếp diễn là như vậy đó. Đó là những cái loại động từ phổ biến nhất trong TOEIC mà theo ý kiến của mình là các bạn phải nắm vững nòng lòng. Chuyển sang câu 104 các bạn ơi. Thì câu này nhìn qua bốn đáp án A, B, C, D thì các bạn thấy nó cũng đều là biến thể của một cái động từ duy nhất, đó là động từ decline. Cái từ này các bạn dịch là suy giảm đó. Nó giống như là cái từ decrease vậy. Thì ở đây nếu bốn đáp án là biến thể của cùng một động từ thì tất nhiên mình sẽ phân loại nó xem nó đang thuộc dạng nào. Thì câu A là verb 2 nè các bạn, quá khứ á, thì gọi là verb ED cũng được đó. Còn câu B là động từ to be là were cộng cho verb 3 quá khứ. Còn câu C, decline này là verb không thêm gì vào đuôi hết thì mình sẽ gọi nó là verb 1. Còn câu D cũng là một động từ to be cộng cho verb 3 nhưng mà động từ to be này là are và động từ to be are là ở hiện tại đó các bạn. Thì ở đây mình hỏi các bạn là các bạn có còn nhớ cái dạng mà động từ to be cộng cho verb 3 là gì không? Mình thậm chí nhiều bạn còn quên mất verb 3 là gì luôn á chứ. Thì ở đây mình sẽ nhắc lại, đây cũng là một cái biến thể khác của động từ. Động từ không chỉ biến đổi về mặt thời gian diễn ra hành động nữa các bạn, mà nó còn biến đổi vào thể nữa kìa. Và ở đây nó được gọi là thể bị động hay còn gọi là passive voice. Thì nhắc lại một chút nha. Rồi, và chắc nhiều bạn cũng còn nhớ rồi nhưng mà mình nhắc sơ thôi. Thì động từ á, khi mà nó biến đổi theo thời gian, ví dụ động từ diễn ra ở quá khứ, tương lai, hiện tại thì gọi là biến đổi theo thì. Còn nếu mà biến đổi theo thể thì có hai thể, đó là chủ động và bị động. Thì động từ ở thể chủ động là gì các bạn? Thì ví dụ đi, the man clean a table, nghĩa là những người đàn ông lau bàn, thì đây gọi là thể chủ động nè. Tức là chủ ngữ sẽ tác động lên một cái chủ thể bên ngoài. Ví dụ ở đây là những người đàn ông này tác động lên cái bàn bằng cách lau nó, đúng không? Đó. Còn thể bị động là sao? Thể bị động á thì ví dụ gì? A table is cleaned by the man. Tức là cái bàn này được lau bởi những người đàn ông. Đó, các bạn nghe các bạn hiểu liền mà. Bị động tức là cái chủ ngữ này bị tác động bởi một chủ thể khác, đơn giản vậy thôi. Và khi động từ ở thể chủ động á thì các bạn chỉ cần dùng động từ bình thường thôi. Ở hiện tại thì dùng verb 1, ở quá khứ dùng verb 2 ví dụ thế. Nhưng ở thể bị động thì khác, động từ nó bắt buộc phải theo dạng là động từ to be cộng cho verb 3. Và nếu bạn nào mà không nhớ thì verb 3 nó có cấu tạo cũng na ná như là verb 2 thôi, tức là sẽ thêm đuôi ED là sẽ tạo ra verb 3, đa số là như vậy. Dĩ nhiên có một số trường hợp bất quy tắc nhưng mà đa số verb 2 sẽ có cấu tạo y như là verb 3 vậy đó. Và lưu ý, một lưu ý nữa, nếu mà thể bị động này là hoạt động diễn ra ở hiện tại thì các bạn dùng động từ to be ở hiện tại, ví dụ như là is. Còn nếu mà nó diễn ra ở quá khứ thì dùng động từ to be quá khứ là was cộng cho verb 3, ví dụ thế. Thì ở đây thì mình sẽ nhắc lại cấu trúc của dạng bị động đi. Nó là động từ to be cộng cho verb 3. Và nhớ nha, verb 3 đại đa số đều có cấu tạo y như verb 2 là bằng cách thêm đuôi ED. Nên là nhiều khi các bạn cũng có thể gọi nó là verb ED đấy. Và ở đây thì có một số động từ to be các bạn nên học. Ta quên, đây. Ví dụ như động từ to be on, is, are cộng cho verb 3. Tức là cái thể bị động này diễn ra ở hiện tại. Was, were là diễn ra ở quá khứ, ví dụ đó. Rồi, và thêm một cái lưu ý nữa cho các bạn, đó là trong đa số trường hợp verb 2 và verb 3 có cấu tạo thêm đuôi ED y hệt như nhau, giống nhau đó,
Nhưng mà có một số trường hợp bất quy tắc, ví dụ vậy nè. Đó. Ví dụ như là verb 1 là write, verb 2 là wrote, còn verb 3 là written. Đó, nó khác biệt hoàn toàn. Đây là những cái dạng động từ được gọi là bất quy tắc, tức là nó không thêm nó không có theo quy tắc thêm ed đó các bạn. Đó. Đây là những trường hợp các bạn bắt buộc phải học thuộc lòng thôi. Đó. Rồi, và nói lại một hồi thì mình quay lại cái bài này. Thì các bạn thấy câu be và câu đi đều là động từ ở thể bị động đúng không? Đều là động từ to be cộng verb 3. Nhưng mà câu be này nè là hoạt động ở quá khứ do nó là were. Động từ to be were là quá khứ, còn động từ to be are là hiện tại. Đó, nói chung là vậy. Nhưng câu này cho mình hỏi là cái câu này nè, nó dùng động từ ở dạng bị động hay là dạng chủ động các bạn? Lưu ý là câu A và câu C nó không có cấu trúc be cộng verb 3, nên mặc định nó là động từ ở thể chủ động đó. Thì ở đây các bạn phải xét chủ ngữ mới biết được. Các bạn nhìn nè, phía trước là profit. Đây là một danh từ đúng không? Nó nghĩa là lợi nhuận. Bây giờ mình hỏi các bạn, lợi nhuận giảm hay là lợi nhuận bị giảm? Rất nhiều bạn sẽ nói rằng lợi nhuận bị sụt giảm, nghe nó đúng đúng, nhưng mà nó lại sai sai các bạn à. Trong tiếng Anh, nhắc lại lần nữa nha, trong tiếng Anh rất nhiều bạn nhầm lẫn. Trong tiếng Anh người ta chỉ nói là lợi nhuận suy giảm thôi, chứ không bao giờ người ta nói là lợi nhuận bị tụt giảm đâu. Trong tiếng Việt mình nghe cả hai đều có vẻ đúng 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 không? Nhưng mà trong tiếng Anh rất là, nói chung là rất là rõ ràng luôn á, là lợi nhuận là giảm, chứ không có chuyện bị giảm nha. Bởi vậy các bạn không có thể dùng dạng bị động passive voice ở đây được đâu. Các bạn chỉ còn có hai lựa chọn là dùng câu A và câu C, do đây là hai động từ ở thể chủ động, nó không có be cộng verb 3, tức là thể chủ động đó. Thì ở đây cho mình hỏi là dùng verb 2 hay verb 1 các bạn? Thì muốn biết là mình một lần nữa phải coi lại cái đề thôi, xem là cái việc suy giảm này nó diễn ra ở quá khứ hay là hiện tại. Thì các bạn có thấy được một cái từ chỉ thời gian không? Có chứ. Có là last quarter. Last quarter là quarter là quý đó các bạn. Quý trước. Đó, last quarter là quý trước. Một năm thường có 4 quý đó các bạn. Một quý là 3 tháng đúng không? Quý trước tức là quá khứ. Quá khứ là verb 2 quá khứ đuôi ed. Đáp án là câu A. Và trong câu này có một số từ vựng các bạn nên học, ví dụ như là từ pre-tax, tức là trước thuế, pre-tax profit, tức là lợi nhuận trước thuế, chưa tính thuế đó. Đó. Còn figure ở đây là số liệu. Đó. Còn cái động từ ở cuối câu là gain, là đạt được. Đó. Cái từ này cũng nên học nha. Đó. Tức là câu này các bạn dịch ra là cái lợi nhuận trước thuế đã giảm xuống còn 10 triệu đô vào quý trước, và nó là cái số liệu thấp nhất của công ty này đã từng đạt được. Đáp án ở đây là câu A. Vậy thôi. Rồi, chuyển sang câu 105. Câu này thì các bạn nhìn bốn đáp án A, B, C, D, các bạn sẽ thấy đặc điểm chung của nó là chả có đặc điểm chung gì hết. Thế mới đâu các bạn. Bốn đáp án này hoàn toàn khác biệt luôn. Direction, placement, access, solution. Nó làm gì có đặc điểm chung gì đâu. Suy ra đây không phải là dạng biến thể của động từ, cũng chả phải là dạng biến thể của từ loại gì cả, mà đây là dạng bài dịch nghĩa. Đó, đúng là như vậy các bạn. Đối với dạng bài mà bốn đáp án hoàn toàn khác biệt là tốt nhất là móc từ điển ra mà dịch thôi các bạn à. Thì câu này các bạn dịch được bao nhiêu từ? Mình khuyên các bạn là nên dịch bốn đáp án trước đi. Đó. Thì đây là một câu mà thử cái tài dịch nghĩa của các bạn. Và thật ra trong đề thi TOEIC hiện nay nha, là những cái câu mà thiên về dịch nghĩa đó nó chiếm khoảng tới 35-40% trong phần part 5 rồi. Ghê các bạn, bởi vì bạn nào mà không học từ vựng chỉ có chết rồi. Rồi, bây giờ mình dịch nghĩa ra cho, nói chung mình tốt lắm. Rồi, direction là phương hướng, placement là vị trí, access là việc tiếp cận hoặc là truy cập, còn solution là giải pháp đúng không? Thì câu này muốn chọn được đáp án đúng sau khi dịch xong bốn đáp án thì các bạn phải làm cái gì? Thì các bạn phải dịch luôn cái đề các bạn, thế mới buồn nha. Nói chung là dịch là phải dịch hết. Rồi, để chọn được đáp án hợp nghĩa thì bây giờ mình quay lại câu 105. Người ta nói gì đây? In order to, tức là để cải thiện cái hiệu suất làm việc của cái nhà máy này thì tới cửa trước sẽ bị đóng để nâng cấp vào thứ 6 tuần sau. Thì câu này các bạn nghĩ là cái nghĩa nào nghe nó hợp lý nhất ở đây? Chắc chắn là câu cờ rồi. Các bạn quất cực lực vào câu cờ cho mình. Câu này người ta nói là để cải thiện cái hiệu quả làm việc của nhà máy đó, thì việc tiếp cận hay là bước vào cái cửa trước
thì sẽ bị đóng lại để nó nâng cấp. Đó, tức là không ai được vào nữa để người ta có thể nâng cấp vào thứ sáu tuần sau. Đó, người ta đang làm việc nâng cấp mà các bạn vô là các bạn cản trở công việc rồi, hiểu không? Đáp án ở đây là câu C. Và ở câu này thì các bạn nên học cho mình một cái cụm từ thường đi chung với nhau nha. Đó, nếu mà bạn nào bí thì có thể nhớ tới cụm này. Đó là access thường sẽ đi với giới từ to. Các bạn thấy phía sau khoảng trống nó có to không? 99% là dùng access rồi đó. Đáp án ở đây là câu G. Rồi. Và trong câu này thì các bạn học cho mình cái động từ cực kỳ quan trọng, đó là improve ở đầu câu, nghĩa là cải thiện đó. Và ở đây thì ngoài ra mình cũng khuyên các bạn nên học cái từ là renovation. Đây là một danh từ, nó có nghĩa là sự nâng cấp đó, tức là cải tiến một cái bộ máy hoặc là một cái công trình gì đó. Đáp án ở đây là câu G nha. Rồi, chuyển sang câu tiếp theo, câu 106. Câu này thì mình tin là các bạn sẽ làm được hoặc không làm được. Đây là câu rất là dễ các bạn, nhưng mà không hiểu sao nhiều bạn vẫn hơi bối rối. Các bạn nhìn bốn đáp án ABCD là các bạn thấy rồi. Bốn đáp án này đều là biến thể của động từ to be. Và ở đây mình sẽ phân loại ra cho. Câu A là động từ verb 1, động từ to be verb 1 á, nhưng mà nó ở dạng sự ích, đi với chủ ngữ sự ích á. Còn are cũng là động từ ở verb 1 luôn, để nói về hiện tại luôn, nhưng mà nó đi với chủ ngữ sự nhiều. Còn câu G là verb 2 quá khứ đi với sự nhiều, còn am là verb 1 hiện tại luôn, nhưng mà đi với chủ ngữ là ai. Thì các bạn nên lưu ý điều này nè, động từ to be là một động từ rất đặc biệt. Đây, mình sẽ cho các bạn coi bốn cái loại verb của động từ to be. Nếu mà động từ to be ở dạng verb không á, tức là thường nó đứng sau modal verb và không nói về thời gian nào hết, thì người ta viết nó là be. Mình đọc là be thôi nha, nhưng mà thật ra nó đọc là be các bạn. Còn nếu mà động từ to be nói về hoạt động ở hiện tại, verb 1 á, thì người ta dùng am, is, are. Are đi với chủ ngữ sự nhiều, is đi với sự ích, còn am đi với ai. Bởi vậy mình mới ký hiệu là vậy cho các bạn dễ hiểu đó. Còn nếu mà động từ to be ở quá khứ, gọi là verb 2 đi, thì nó không có thêm đuôi ed gì ở đây cả. Nó biến thành was và were. Và were đi với chủ ngữ sự nhiều, bởi vậy mình mới ký hiệu là verb 2 sự nhiều đó. Còn was đi với chủ ngữ sự ích, ghê không các bạn? Còn verb 3 là been, đó. Bởi vậy động từ to be nó biến đổi, nó không theo nguyên tắc gì đâu. Đây là một động từ cực kỳ đặc biệt, các bạn nên lưu ý. Rồi, sau khi mình đã phân tích xong thì các bạn nhìn vào cái đề. Thì tất nhiên là để muốn biết câu này mình chọn động từ to be nào, thì có phải là các bạn sẽ nhìn vào cái câu đề bài xem nó có từ chỉ thời gian đúng không? Nếu mà có từ chỉ thời gian thì mình biết nó diễn ra ở quá khứ là hiện tại cho dễ. Nhưng mà thật tình cờ và thật đáng lòng các bạn, cái đề bài nó không có từ chỉ thời gian, nên là chỉ còn một cách thôi, các bạn coi chủ ngữ là sự ích hay sự nhiều. Và thật ra nhiều bạn sẽ nhìn thấy phía trước khoảng trống là từ entrance thêm s, danh từ sự nhiều. Nhiều bạn nghĩ chủ ngữ là số nhiều các bạn, thế mới buồn chứ, nhưng mà sai bét bèn bè các bạn ạ. Entrance không phải là chủ ngữ của cái câu này. Đáp án ở đây phải là câu A mới đúng. Và chủ ngữ không phải là số nhiều, mà chủ ngữ là số ít. Các bạn biết chủ ngữ thật sự của câu 106 này là cái từ gì không? Đây, nó là chữ display này đây. Thì ở đây các bạn lưu ý, cái phía trước khoảng trống người ta sẽ khởi đầu bằng danh từ là display cộng với từ là add, và cộng cho cái danh từ, một cụm danh từ nữa là the center entrance. Và khi mà người ta dùng cái cấu trúc này thì cái chủ ngữ thật sự của câu á là cái danh từ đứng đầu là display. Mà display này ở số ít nè, đâu có s đâu, thì các bạn phải chọn câu A thôi. Còn mấy kia đi với số nhiều, với câu D là đi với ai mà, đâu có dùng được. Đáp án phải là câu A. Rồi, vậy tại sao nó lại như vậy các bạn? Tại sao nó lại như vậy mới lạ chứ? Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn với các bạn về cái cấu trúc mà danh từ cộng cho giới từ cộng cho danh từ để các bạn dễ hiểu. Thì ở đây các bạn nhìn kỹ nè. Ví dụ đi, mình sẽ có một cái danh từ gọi là danh từ số 1, noun 1 á, thì mình có thể cộng cho một giới từ. Giới từ các bạn nghĩ đơn giản, nó là những cái từ ngắn ngắn mà mình hay gặp á, in, on, at, off là giới từ nha. Thì sau giới từ mình dùng thêm một danh từ thứ hai nữa gọi là noun 2. Đó. Thì nó sẽ hình thành một thứ được gọi là cụm danh từ. Nguyên cái đống này được gọi là cụm danh từ. Và khi đó noun 1 sẽ là danh từ chính, hay còn gọi là chủ ngữ chính á. Còn cái noun số 2 là dùng để bổ sung ý nghĩa cho cái noun 1 mà thôi. Các bạn hiểu ý mình không? Đó. Và ở đây mình sẽ ví dụ đi. Và ở đây khi mà phía sau dùng một động từ thì động từ đó phải phù hợp với noun 1 nhé. Bởi vì noun 1 là danh từ chính, chủ ngữ chính mà. Còn cái noun 2 là bổ sung ý nghĩa thôi, đâu quan trọng đâu, đúng không? Ở đây mình sẽ ví dụ nè. Ví dụ noun 1 là học sinh đi. Mình sẽ dùng giới từ là trong, mình dùng tiếng Việt cho dễ hiểu nha. Còn noun 2 mình sẽ dùng từ phòng. Học sinh trong phòng. Thì các bạn nghĩ là nguyên cái cụm danh từ này thì cái danh từ chính là cái gì? Là học sinh đúng không?
trong phòng chỉ để bổ sung ý nghĩa cho những người học sinh này thôi, tức là học sinh này nó không ở ngoài, nó đang ở trong phòng đúng không? Bởi vậy cái động từ theo sau phải phù hợp với cái noun một chứ, đúng không? Chính vì vậy khi các bạn đã biết được huyền cơ đó rồi thì các bạn quay lại câu này các bạn sẽ rất là dễ hiểu. Bởi vì các bạn thấy nè, khởi đầu là danh từ display, tiếp theo là giới từ at, và tiếp theo là danh từ thứ hai, noun 2 là the center entrance. Xong. Vậy suy ra cái động từ phải phù hợp với display, mà display này đâu có thêm s gì đâu, nó là danh từ số ít đó, bởi vậy phải đi với is chứ đúng không? Thì câu này các bạn dịch đơn giản là việc trưng bày ở cái cửa ra vào của cái trung tâm hội nghị này nè thì được làm bởi hoa và những cái cây, tức là cái vòm cửa đó các bạn, cái vòm cửa thì được trưng bày bởi những cái hoa vòm cây gì đó để chào mừng khách, ví dụ như thế. Và chủ ngữ chính ở đây là display, đó, nó đi với is là hợp lý rồi. Còn entrance số nhiều nó chỉ là để bổ nghĩa cho display thôi, nó không quan trọng nhé. Rồi chuyển sang câu tiếp theo. Rồi chuyển sang câu 107. Câu này thì các bạn nhìn sơ qua bốn đáp án, hoặc là nhìn kỹ đi nữa thì bốn đáp án này cũng đều là biến thể của động từ to be một lần nữa đấy. Thì câu này các bạn thấy là mình sẽ phân loại nhanh thôi. Câu A là chắc chắn là verb 1, động từ to be ở hiện tại, và tất nhiên là is đi với chủ ngữ số ít, còn are đi với chủ ngữ số nhiều nha. Còn câu C, being này là dạng verb in của động từ to be nè các bạn, còn been là verb 3 của nó, hồi nãy mình có quảng cáo rồi. Thì câu này chắc chắn nhìn vô các bạn sẽ làm được việc đầu tiên là loại cho mình câu A trước, mình làm gì làm. Bởi vì nói chung là các bạn nhìn phía trước á, câu này thì không có từ chỉ thời gian đâu, nhưng mà cái chủ ngữ nó rất là rõ ràng. Đây là một cái chủ ngữ số nhiều, all library users, tức là những người, tất cả những người sử dụng thư viện đúng không? Users có s là chủ ngữ số nhiều, là sao mà đi với is được các bạn? Chọn câu này là một tội ác. Đáp án ở đây thì các bạn loại tiếp câu C đi, bởi vì như mình đã nói rồi, muốn dùng verb in là phải có động từ to be đứng phía trước. Verb in không thể nào mà đứng ngay đằng sau chủ ngữ được đâu. Các bạn cũng loại luôn verb 3, bởi vì verb 3 cũng không thể nào đứng trực tiếp ngay phía sau chủ ngữ được đâu. Verb 3 ở trường hợp này thường chúng ta phải dùng have, has cộng verb 3 để hình thành cái thì gì các bạn nhớ không? Thì hiện tại hoàn thành đó. Rồi, bởi vậy câu này chắc chắn là chọn câu B thôi. Câu này cực kỳ đơn giản. Or đi với chủ ngữ số nhiều, ai cũng biết rồi. Nhưng mà câu này các bạn thấy là chú ý phía sau người ta dùng cái expected to á, nghĩa là đây là một cụm nha. Be cộng cho expected to nghĩa là được mong đợi sẽ làm một cái gì đó. Và câu này thì người ta nói rằng tất cả những người dùng thư viện được mong đợi á là sẽ observe, là quan sát thật kỹ những cái quy tắc được gắn khi mà chúng ta mượn sách đó các bạn. Rules là những cái quy tắc luật lệ đó. Đáp án ở đây là câu B, tức là nói chung là các bạn muốn mượn sách ở thư viện thì các bạn phải nhìn thật kỹ, đọc thật kỹ những cái quy tắc mượn sách chứ đừng có chả trễ. Rồi vậy thôi, chuyển sang câu 108. Câu này là một câu có thể coi là dễ các bạn. A, B, C, D, 4 đáp án là biến thể của động từ celebrate, tức là ăn mừng gì đó. Thì câu này các bạn phân loại thôi, đây là một dạng biến thể của động từ đúng không, đỡ phải dịch. Rồi câu A là verb 1 nè, động từ ở hiện tại không có thêm gì vào đuôi hết. Câu B là to verb, đây là một dạng verb mới mà mình sẽ giới thiệu với các bạn ngay bây giờ đây. Còn câu C là verb 1 thêm s, tức là động từ ở hiện tại nhưng mà đi với chủ ngữ suất đó. Còn câu D là verb in, quen thuộc rồi. Thì câu này các bạn nhìn vào đề thì các bạn sẽ thấy thật ra câu này phía trước nó đã có động từ luôn rồi, chứ không phải là chưa có nhé. Đó là will be cộng cho provided. Cái này về thể thì là thể bị động đó các bạn, động từ to be cộng verb 3 nè, thấy không? Đó. Và nếu bạn nào để ý thì do cái động từ to be này đứng sau cái modal verb là will nên nó phải ở dạng verb không nguyên mẫu là be, lộn là be. Đó, nói vậy cho các bạn dễ nhớ. Rồi, ok. Thì câu này đáp án là gì các bạn? Phía trước đã có động từ ở thể bị động rồi thì phía sau ở đây mình bắt buộc phải dùng to verb. Thì nhiều bạn hỏi mình là tại sao lại như vậy, thì ở đây mình sẽ giải thích đơn giản này. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu về cái chức năng cơ bản nhất của một cái to verb nha các bạn. Thì nó giống như là một trạng từ gì đó, các bạn hiểu như vậy. To verb có thể đóng vai trò và chức năng như một trạng từ adverb. Các bạn có nhớ là trạng từ có chức năng chính là gì không? Là dùng để bổ sung ý nghĩa cho một động từ khác. Và to verb nó cũng na ná vậy. Thì ở đây to verb thường đứng ở hai vị trí cơ bản nhất, đó là đứng sau một cái động từ khác. Ở đây mình ví dụ đi, a lot of students walk to relax, tức là rất là nhiều học sinh đi bộ để giải trí, để thư giãn đó. Và cái to verb ở đây là to relax, thì các bạn có thấy nó đứng ngay sau động từ là walk không?
và nó bổ sung ý nghĩa cho động từ này đó. Tức là người ta nói là rất nhiều học sinh đi bộ, nhưng mà đi bộ để làm gì? Thì ở đây nó bổ nghĩa là để thư giãn giải trí. Học dữ quá mà, đó đúng không? Và ở đây thì to verb có thể đứng sau verb cộng cho object cũng được. Thì các bạn thấy trong cái ví dụ này là mình không có object, mình chỉ có động từ là walk thôi. Thì trong một ví dụ khác đi, ở đây là Peter plays a game to relax, tức là Peter chơi game để thư giãn. Thì các bạn để ý nè, to relax nằm ở đây và ở phía trước nó không chỉ có verb mà còn có verb là plays cộng cho object là a game. Khi đó to verb sẽ đứng ngay sau object đó để bổ nghĩa cho plays là động từ nhé. Và câu này thì các bạn thấy được bản chất của to verb rồi đó. To verb các bạn dịch là để làm gì đó, và nó sẽ có chức năng cơ bản nhất là để bổ sung ý nghĩa cho một cái động từ đã xuất hiện trước đó. Ok. Rồi, và quay lại câu này thì các bạn thấy nếu các bạn áp dụng đúng những gì mình vừa học thì chắc chắn đáp án là câu B rồi. Bởi vì phía trước đã có động từ. Động từ này ở thể bị động là will be provided, tức là sẽ được cung cấp đó. Provide là cung cấp nhé. Thì ở đây các bạn dùng to verb đứng sau để bổ nghĩa cho cái động từ provided đó. Và câu này thì các bạn có một cái từ nên học, các bạn nên học từ refreshments, tức nghĩa là những cái đồ ăn đồ uống nhẹ đó. Thì ví dụ như là bánh trái nước ngọt cái thứ các bạn đó. Rồi ok, thì câu này các bạn dịch là những cái đồ ăn miễn phí sẽ được cung cấp đó, dạng bị động thấy không, sẽ được cung cấp đến đây là đủ rồi. Nhưng mà người ta muốn bổ nghĩa nên người ta dùng to celebrate để bổ nghĩa đó, tức là đồ ăn này được cung cấp để làm gì, để ăn mừng những cái ngày cuối cùng, những ngày cuối năm chẳng hạn. Ví dụ như thế, đáp án ở đây là câu B. Các bạn đã hiểu được bản chất của to verb chưa? To verb nó chỉ có tác dụng là bổ sung ý nghĩa cho một động từ khác thôi. Đó là như vậy. Tuy nhiên thì mình biết là những cái dạng ngữ pháp như vậy thì nhiều bạn lúc mà áp dụng vô thì còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Bởi vậy nếu bạn nào mà chưa quen á thì các bạn có thể lên cái website Anh Lê Online, bởi vì trên đó mình cập nhật khá nhiều những cái bài tập thiên về từng dạng ngữ pháp nhất định xuất hiện trong đề thi TOEIC mỗi tháng. Chính vì vậy, nếu bạn nào yếu phần nào, có thể vô đó làm bài tập thử nha. Câu tiếp theo chắc chắn là một câu mà nhiều bạn sẽ không ưa thích cho lắm, bởi vì bốn đáp án này nhìn vô thì các bạn thấy nó có cái gì giống nhau cả. Nói chung là bốn đáp án này là những từ vựng khác biệt. Và khi mà đáp án nó khác nhau hoàn toàn như thế này thì chắc chắn đây là dạng bài dịch nghĩa chứ không phải là dạng bài về ngữ pháp, đúng không? Các bạn phải biết từ vựng mới làm được. Rồi, ở đây mình hỏi các bạn là bốn đáp án này các bạn biết nghĩa bao nhiêu từ? Nhiều bạn nói mình là không biết từ nào là chết toi các bạn. Thì dịch ra cho A nó có nghĩa là differ là khác nhau á các bạn. Nó là động từ của từ different, các bạn biết không? Còn calculate là tính toán, include là bao gồm, còn câu đi là trao đổi đó. Thì câu này về nghĩa các bạn dịch luôn cái đề là chắc chắn sẽ ra. Discount là việc giảm giá đúng không? Những cái việc giảm giá này sẽ phụ thuộc vào món hàng thực tế, vào mã code và số lượng được mua. Vậy đáp án ở đây là câu A là chắc chắn rồi các bạn. Tức là những cái việc giảm giá sẽ khác nhau phụ thuộc vào việc các bạn mua hàng nào, các bạn dùng mã nào và các bạn mua bao nhiêu cái. Đó, cái này thì về nghĩa là mình chắc chắn là các bạn biết. Nhưng mà về ngữ pháp thì trong đây mình muốn phân tích nhẹ một chút về cái câu này. Thì cái câu này các bạn để ý nè. Cái từ discount ở đây chắc chắn là chủ ngữ rồi đúng không? Nó đứng ở đầu câu. Và phía sau các bạn sẽ thấy có một cái động từ, và là động từ tương lai nữa kìa, will differ. Đáp án là câu A mà đúng không? Đó, phía sau will là dùng verb một nguyên mẫu, dùng verb không nguyên mẫu. Đó, chính vì vậy đáp án không có thêm gì ở đuôi hết là đúng rồi. Đây là một cái verb. Và nhiều bạn sẽ nói với mình là nguyên cái cục đằng sau này chắc chắn là object. Bởi vì các bạn, nhiều bạn hay nghĩ là trong tiếng Anh chỉ có một cấu trúc câu duy nhất là subject cộng verb cộng object thôi, đúng không? Đó, bởi vậy đáp án nhiều bạn nghĩ phía sau là object, nhưng mà không đúng. Thật ra trong tiếng Anh có 5 cấu trúc câu lận. Nếu bạn nào mà chưa biết thì vào đây coi lại nhé. Mình đã phân tích rất kỹ rồi. Và đây là một trong 5 cấu trúc câu đó. Subject cộng verb là đã đủ tạo ra một câu rồi. Các bạn thấy không? Tới đây là đủ một câu rồi nè. Tức là người ta muốn nói là những cái việc giảm giá này sẽ khác nhau. Vậy thôi, đơn giản vậy là đủ nghĩa rồi. Cái cụm phía sau này không phải là object gì cả. Nó là một cụm để bổ nghĩa cho cái câu này. Và thật ra nếu bạn nào biết á, thì tại sao ở đây người ta dùng base thêm ed các bạn biết không? Thật ra đây là dạng rút gọn mệnh đề quan hệ. Cái câu này thật ra là vậy nè. Đó, cái câu này thật ra là discounts will differ phải, which is based on actual item zip code and quantity purchase. Đó, câu này là như vậy nè. Và cái cụm phía sau á là which is based, đây là dạng mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho cái câu phía trước. Khi mà các bạn muốn dùng một cái mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho một câu phía trước thì các bạn phải thêm dấu phẩy ở đây. Đó. Và người ta rút gọn nên là bỏ chữ which is đi rồi đó các bạn. Nhưng mà ở đây á thì mình sẽ không phân tích sâu về mệnh đề quan hệ, bởi vì tí nữa mình sẽ gặp một câu về mệnh đề quan hệ mình sẽ nói kỹ hơn. Nhưng mà ở đây mình có một cái muốn nói các bạn á, là cái cụm phía sau này là để bổ nghĩa thôi nha, chứ không phải là object gì cả. Các bạn đừng có hiểu lầm cái đó. Còn về mệnh đề quan hệ sử dụng như thế nào thì thứ nhất là
khi các bạn viết một câu đầy đủ như này rồi, các bạn phẩy cái, có thể dùng mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho nguyên câu luôn cũng được, và các bạn có thể rút gọn nó cũng được. Còn về cách sử dụng thì tí nữa mình sẽ nói chi tiết hơn. Ok rồi, và trong câu này thì có một từ mình khuyên các bạn nên học, từ này mình cũng khá thích, đó là quantity. Quantity là gì các bạn? Các bạn biết cái từ quality không? Quality là chất lượng, còn quantity là số lượng. Và tiếng Anh có một câu rất hay là quality over quantity, tức là chất lượng thì hơn số lượng, tức là có ít mà chất thì còn hơn có nhiều mà dỗm. À, ví dụ vậy, đó là một cụm khá hay, idiom khá hay các bạn đã học ha. Rồi, chuyển sang câu số 10 đi. Câu số 10, ABCD, 4 đáp án này đều là biến thể của động từ replace, tức là thay thế đó các bạn. Đây là một động từ khá phổ biến. Rồi, câu này đỡ dịch bởi vì 4 đáp án giống nhau, khác nhau về loại động từ thôi. À, phân tích nhẹ thôi. Câu A là verb in, câu B là verb ed, câu C là to verb, còn câu D là verb 1 thêm s, đi với chung người suất đó. Thì câu này các bạn nhìn kỹ là thực ra cái đề này á, nó có động từ rồi. Cái động từ là consider đó kìa. Đó, nó có động từ là consider rồi. Consider là cân nhắc đó các bạn. Thì ở đây các bạn chú ý nè, đáp án ở đây các bạn bắt buộc phải chọn cho mình là câu A, replacing. Tại sao biết không? Nếu bạn nào mà học máy móc á, thì các bạn chắc cũng biết là phía sau consider là dùng verb in, đúng không? Nếu mà đằng sau consider dùng verb là bắt buộc phải dùng verb in. Nhưng mà nhiều bạn hỏi mình tại sao như vậy, thì ở đây mình sẽ phân tích nhẹ cho các bạn hiểu bản chất vấn đề. Cái câu này chủ ngữ là subscribers. Bạn nào chơi YouTube nhiều các bạn biết subscribers là người theo dõi đúng không? Còn phía sau, nó là chủ ngữ đó. Còn phía sau là should consider. Should là modal verb bổ nghĩa cho động từ là consider. Các bạn dịch cái cụm này là nên cân nhắc. Đó, nên cân nhắc. Đây là verb, nói chung là verb thôi. Should bổ nghĩa cho verb consider đó. Rồi, thì đã có subject, đã có verb rồi. Và trong trường hợp này, nguyên cái cụm phía sau này nè, nó sẽ là object. Bởi vì không có bổ nghĩa gì ở đây nữa các bạn. Không có dấu phẩy, không có bổ nghĩa gì. Đây chính là object. Nhưng mà nhiều bạn sẽ hỏi mình là ủa làm sao mà là object được, bởi vì chắc chắn nó sẽ khởi đầu bằng một cái động từ rồi đúng không? Bởi vì bốn đáp án đều là động từ, khởi đầu bằng động từ kết hợp cho nguyên cụm danh từ này mà muốn làm object hả? Kỳ á. Nhiều bạn hay biết object tân ngữ á, thường nó chỉ là một cụm danh từ thôi mà, làm sao mà khởi đầu bằng verb được? Thì ở đây mình giới thiệu các bạn, khi mà các bạn dùng verb in hoặc là to verb cộng cho một danh từ phía sau thì nó cũng có thể đóng vai trò như là một object được các bạn nhé. Đó, chính vì vậy nếu bạn biết về kiến thức này thì chẳng có gì bỡ ngỡ khi các bạn chọn verb in ở đây. Verb in sẽ kết hợp với nguyên cụm danh từ phía sau để hình thành một object. Và dùng to verb cũng được luôn các bạn. Nhưng mà tại sao trong trường hợp này mình không dùng to verb các bạn biết không? Bởi vì cái lý do là do chữ consider. Cái động từ phía trước consider này nó chỉ có thể đi được với replacing verb in mà thôi. Đây, mình sẽ cho các bạn coi cái bảng này. Có một số động từ bắt buộc phải cộng thêm verb in, và có một số động từ bắt buộc phải cộng to verb phía sau, và consider bắt buộc phải cộng verb in. Chính vì vậy cái object ở đây không thể khởi đầu bằng to verb được, mà phải khởi đầu bằng verb in, các bạn nhớ nhé. Và quay lại cái câu này thì mình sẽ dịch nghĩa để các bạn dễ hiểu nè. Câu này mình dịch là những người theo dõi nên cân nhắc về việc thay thế pin điện thoại di động sau 10 tháng. À, và ở đây các bạn lưu ý, khi mà các bạn dùng verb in hoặc là to verb cộng cho một danh từ phía sau á, thì các bạn dịch là việc làm một cái gì đó. Ví dụ ở đây các bạn dịch là việc thay pin điện thoại đó. Rồi chuyển sang câu 111 các bạn ơi. Thì câu này một lần nữa các bạn hãy nhìn vào bốn đáp án A, B, C, D. À, thì bốn đáp án này các bạn thấy nó đều là biến thể của từ close hết đúng không? Về nghĩa thì hầu như là giống nhau rồi đó, nó chỉ khác về từ loại thôi. Bởi vậy các bạn phân loại nó ra. Thì câu A, closely, duly là adverb trạng từ nhá. Còn câu B là tính từ so sánh hơn các bạn. Lưu ý là khi các bạn thêm đuôi er là so sánh hơn đó, closer là gần hơn. Còn câu C này là dạng so sánh nhất, tính từ so sánh nhất các bạn nhé. Cái đuôi est, closest là gần nhất. Còn câu D này có thể đóng vai trò là tính từ hoặc là động từ cũng được. Nếu bạn nào biết thì nếu đóng vai trò là tính từ, close nghĩa là gần đúng không? Còn nếu đóng vai trò là động từ thì close nghĩa là đóng lại. Vậy thôi, đó. Đó là từ loại của bốn đáp án. Đây là dạng biến thể của từ loại close. Và đối với dạng bài này thì như mình đã nói rồi, các bạn không cần phải dịch đâu. Các bạn hãy nhìn vào đề bài và xét vị trí khoảng trống. Và thật tình cờ và cũng rất bất ngờ thì khoảng trống nằm ngay cuối câu rồi. Thì chúng ta chỉ quan sát phía trước là đủ rồi. Phía trước là more. Lưu ý với các bạn có biết cái từ more này là từ loại gì không? Thì nó có thể đóng hai từ loại các bạn nhé. Thứ nhất là determiner, tức là từ hạn định. Từ hạn định là thường sẽ đứng trước danh từ. Và thứ hai
nó cũng có thể đóng vai trò là trạn từ luôn. Chính vì vậy đứng sau more thì các bạn có thể dùng danh từ, tính từ, thậm chí là adverb đều được hết. Chính vì lý do đó thì các bạn đối chiếu ngược với bốn đáp án ABCD này coi, các bạn có loại được cái gì không? Chắc chắn là có nha. Các bạn sẽ loại được tính từ dạng so sánh hơn và dạng so sánh nhất. Bởi vì đứng sau more là chỉ dùng tính từ thường thôi đó, chứ không có dùng dạng so sánh hơn, so sánh nhất như này được đâu, loại đi. Còn lại câu A và câu D thì muốn biết ở đây các bạn phải dùng adverb hay là tính từ thì các bạn quan sát cái gì nữa các bạn biết không? Các bạn hãy nhìn phía trước. Thật ra phía trước đã có một động từ rồi, đó là động từ manage. Và nếu phía trước đã có một động từ thường là manage rồi á, nghĩa là quản lý nha, từ này nghĩa là quản lý, thì phía sau các bạn sẽ nhớ cho mình thế này: nếu phía trước đã có một động từ thường để chỉ hành động và nó cộng cho danh từ ở đây là recruitment strategies á, và cộng cho more thì ở đây sẽ dùng adverb. Và cái adverb này dùng để bổ nghĩa cho cái động từ phía trước là manage này đây. Và đáp án ở đây là câu câu A á các bạn. Đáp án ở đây là closely các bạn nhé. Và câu này nếu bạn nào không hiểu á thì dịch nghĩa ra cho. Câu này người ta nói á là cái người giám đốc điều hành của công ty Alex Corporation này đã quyết định sẽ quản lý cái việc tuyển dụng recruitment á một cách chặt chẽ hơn. Closely là chặt chẽ, more closely là chặt chẽ hơn đó. Và tất cả dùng để bổ nghĩa cho động từ manage, quản lý chặt chẽ hơn đó, vậy thôi. Đáp án ở đây là câu A. Và để các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng more thì ở đây mình cũng sẽ cho các bạn coi những cái ví dụ ở đây. Đây, đầu tiên là có more đúng không, thì cái từ more này các bạn dịch ra tiếng Việt á nghĩa là hơn, hơn cái gì đó. Và theo sau nó như mình đã quảng cáo rồi, các bạn có thể dùng phổ biến nhất là tính từ. Ở đây ví dụ đi, she is more beautiful, tức là cô ấy xinh đẹp hơn. Các bạn thấy không, beautiful là tính từ, more đứng trước nó. Rồi, và cái adverb, nếu mà đứng sau more là adverb thì mình có một cái ví dụ thế này là she runs more quickly. Okay, các bạn thấy không, phía sau more dùng cái trạng từ là quickly. Và một cái nữa là phía sau more dùng danh từ cũng được luôn các bạn ơi. Đó, thì ở đây các bạn có cái ví dụ này, she has more cars, tức là cô ấy nhiều xe hơi hơn. Rồi, nhưng mà ở đây cái câu hỏi quan trọng nhất là làm cách nào để chúng ta biết khi nào thì phía sau more dùng tính từ, khi nào dùng adverb, khi nào dùng noun các bạn, căn cứ vào cái gì? Thì ở đây rất là dễ thôi. Các bạn sẽ căn cứ vào cái động từ phía trước more. Thì ở đây các bạn lưu ý, phía trước more trong trường hợp thứ nhất, nếu là một cái linking verb, linking verb ví dụ như là động từ to be chẳng hạn, ở đây là is đi, thì phía sau more sẽ dùng tính từ. Khi đó thì cái beautiful này sẽ dùng để miêu tả cho đặc điểm của chủ ngữ là she, vậy thôi đó. Còn trường hợp thứ hai, nếu mà phía trước more là một động từ thường thì các bạn thấy là run á, runs ở đây trường hợp thứ hai nè là động từ thường. Động từ thường tức là những cái động từ để miêu tả hành động vật lý của chủ ngữ chẳng hạn đó, thì các bạn sẽ dùng phía sau more là adverb. Khi đó adverb sẽ bổ nghĩa cho động từ thường, giống như cái trường hợp hồi nãy là manage đó, quản lý chặt chẽ hơn đúng không. Và cuối cùng là trường hợp có danh từ thì các bạn cũng lưu ý là phía trước more mà dùng động từ thường thì các bạn cũng có thể dùng danh từ đứng sau nó luôn. Ví dụ đây là cô ấy có nhiều xe hơn. Và trong trường hợp này thì các bạn phải xét nghĩa để chắc chắn là dùng danh từ hay dùng adverb nhé. Bởi vì hai trường hợp này phân biệt nó thì bắt buộc phải dịch nghĩa nữa. Rồi, chuyển sang câu 112. Thì câu này các bạn thấy bốn đáp án ABCD hoàn toàn khác biệt luôn. Nhưng có một đặc điểm còn đáng lưu ý hơn, đó là khoảng trống nằm vị trí rất đặc biệt, nằm ngay đầu câu, thế mới ghê các bạn. Và ngoài ra nó sẽ có một cái dấu phẩy nằm ở giữa câu. Rồi, đây là dạng khoảng trống đầu câu huyền thoại trong bài thi TOEIC. Trong cái giai đoạn đề thi năm nay thì mình thấy nó xuất hiện dạng này không phải là nhiều, nhưng mà nói chung là sẽ ra một tới hai câu á. Đó, đề nào cũng sẽ như vậy hết. Và để làm được dạng bài này thì mình khuyên các bạn đầu tiên hãy nhìn vào bốn đáp án và phân loại nó ra. Câu A là liên từ hoặc là giới từ đều được nhé. Còn therefore người ta gọi là trạng từ liên kết. Còn due to là giới từ, giới từ ghép đó các bạn. Còn however đây là một cái gọi là trạng từ liên kết luôn. Rồi, và ở đây để làm được dạng bài này thì các bạn hãy khoanh tròn từ đầu câu cho tới dấu phẩy và trả lời cho mình một câu thôi. Cái cụm từ đầu câu tới dấu phẩy này, đây là một cụm danh từ hay đây là một câu có chủ ngữ và động từ các bạn? Tất nhiên là nó có chủ ngữ và động từ rồi. Chủ ngữ là Lewis và động từ là Joy nè. Đó, còn object là cái tên Francis Lukman. Rồi, thì câu này các bạn
sẽ làm cái tác vụ cho mình là phía sau là một câu có chữ ngữ động từ, thì các bạn hãy loại cho mình thứ nhất là loại due to nhé. Bởi vì đứng sau giới từ các bạn biết là mình chỉ có thể dùng một cụm danh từ mà thôi, chứ không thể dùng một câu có chữ ngữ động từ đâu. Các bạn cũng sẽ loại cho mình được câu be, bởi vì trạng từ liên kết thì đứng ở đầu câu á thì ngay phía sau nó phải là một dấu phẩy, đúng không? Đó, mà ở đây phía sau khoảng trống làm gì có dấu phẩy đâu. Dấu phẩy nằm túc ở đây lận mà. Đó, bởi vậy loại được câu B. Và tương tự loại luôn câu D. Và ở đây chỉ còn mỗi câu A mà thôi. Bởi vì câu A có thể đóng vai trò là liên từ. Và liên từ có thể nằm ở vị trí này được, các bạn lưu ý nhé. Và nhiều bạn sẽ hỏi mình là tại sao liên từ lại nằm ở đây được. Thì ở đây mình giải thích nè. Tại sao liên từ có thể đứng đầu câu? Thì các bạn lưu ý, mình sẽ có một câu ví dụ này. Câu này mình đã nói vài lần rồi. Tôi đi chơi vì tôi đã làm bài tập xong. Các bạn lưu ý, đây là một câu tiếng Việt. Và các bạn thấy là bản chất của cái câu tiếng Việt này á, nó là sự kết hợp giữa hai câu đơn lại. Đây, câu thứ nhất là tôi đi chơi. Các bạn thấy cái câu tôi đi chơi này là đủ nghĩa rồi đúng không? Chủ ngữ động từ đầy đủ rồi. Còn cái câu thứ hai là đây. Thì cái câu này cũng đã đầy đủ chủ ngữ động từ rồi. Tôi đã làm bài tập xong. Thật ra hai câu này đứng một mình là nó đã đủ thành phần chủ ngữ vị ngữ rồi đó. Nhưng nếu mà như vậy thì nó ít thông tin. Chính vì vậy người ta phải phát minh ra một thứ để liên kết chúng nó lại thành một câu ghép. Đó là cái từ vì này. Đó, thì khi các bạn liên kết bằng chữ vì này thì các bạn thấy hai câu đơn này đã kết hợp thành một câu ghép và nó đầy đủ nghĩa chi tiết hơn, đúng không? Mục đích của những câu văn viết là để cung cấp thêm thông tin mà, bởi vậy càng chi tiết càng tốt. Và những cái câu ghép như thế này muốn tạo ra thì phải có hai câu đơn và một cái được gọi là liên từ. Đó, thường là liên từ sẽ đứng ở giữa câu để liên kết các bạn, nhưng các bạn cũng có thể quăng nó lên đầu câu cũng được. Và khi các bạn quăng liên từ lên đầu câu thì các bạn đảo vị trí lại. Câu thứ hai sẽ nằm ở phía trước và câu số 1 nằm ở phía sau. Và khi các bạn quăng liên từ lên đầu câu rồi thì ở giữa người ta mất sự liên kết thì người ta phải thêm dấu phẩy ở đây để liên kết nó lại. Và đây chính là trường hợp của câu vừa rồi, các bạn thấy không? Dấu phẩy ở đây và liên từ đứng ở đầu câu để liên kết hai câu lại thành một câu ghép. Đây là bản chất của liên từ, để liên kết hai câu đơn thành một câu ghép đó. Và ở đây thì các bạn có một cái lưu ý nữa là đây là những liên từ phổ biến nhất trong bài thi TOEIC. Đó, dùng để liên kết hai câu đơn thành câu ghép. Và ở đây thì các bạn nhớ là phía sau liên từ là chúng ta sẽ cộng cho một câu có chủ ngữ và động từ nhé. Đó, đó là bản chất của nó. Rồi, chuyển sang câu tiếp theo. Câu tiếp theo thì ABCD 4 đáp án này nhìn vô là thấy mệt rồi các bạn. Bởi vì nó không có gì giống nhau hết. 4 đáp án này là những từ hoàn toàn khác bọt. Bởi vậy sinh ra là để dịch nghĩa đó, chứ không có liên quan tới ngữ pháp rồi. Và 4 đáp án này các bạn biết những cái từ như là system, duty, terms hoặc là positions không? Nếu không biết nghĩa là chết hết các bạn chứ sao nữa. Đối với những câu dịch nghĩa không biết là chỉ có chết. Và thật ra trong đề thi giai đoạn gần đây thì mình thấy những câu dịch nghĩa nó khá nhiều, nên là các bạn chịu khó học từ vựng nhé. Hoặc là nếu bạn nào mà lười tra những cái từ ở trong từ điển thì các bạn có thể lên cái web Anh Lê Online của mình, như mình nói nãy đó, để các bạn tra cứu thêm. Ở đó có rất là nhiều những bài về từ vựng. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang làm bài này thôi. Thì 4 đáp án khác biệt thì bắt buộc phải dịch nghĩa ra. System là hệ thống, duties là trách nhiệm, terms là những cái điều khoản, còn positions là vị trí. Thì câu này thực ra cũng dễ lắm các bạn. Các bạn nếu mà lười thì các bạn cũng không nhất thiết phải dịch nghĩa toàn bộ cái đề ra đâu. Các bạn thấy phía trước nó có chữ là contract. Contract là hợp đồng. Cái gì của hợp đồng các bạn biết không? Điều khoản của hợp đồng. Đây là một cụm danh từ ghép cực kỳ phổ biến ở trong đề thi TOEIC luôn. Và câu này các bạn dịch ra là những người khách hàng nên đọc cái điều khoản hợp đồng á ở trên website một cách cẩn thận, carefully, trước khi họ ký hợp đồng. Đó. Và ở đây các bạn thấy không? Người ta đã sử dụng một cái liên từ là before để liên kết hai câu đơn là customer should read gì đây gì đó. Rồi sau đó là cái câu thứ hai là they sign đó đó đó. Thấy không? Đó. Đây là một cái ví dụ tiêu biểu cho việc sử dụng liên từ ở giữa câu nè. Rồi, ok. Và ở đây thì các bạn lưu ý, có một cái điều nhắc các bạn nữa là có những thứ được gọi là cụm danh từ ghép. Danh từ ghép tức là sao? Tức là các bạn có thể dùng hai danh từ đứng cạnh nhau để tạo ra một danh từ ghép. Trong đó thì danh từ phía trước sẽ dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng sau. Đây là cụm danh từ ghép đó, cấu tạo của nó như vậy. Và ở đây có một số những cụm danh từ ghép phổ biến nhất trong bài thi TOEIC mà các bạn nên lưu ý. Thường đó là các bạn biết là đứng trước danh từ là mình dùng tính từ để bổ nghĩa cho nó, đúng không? Nhưng mà thực ra trong một số trường hợp mình có thể dùng một danh từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ đứng sau luôn, được gọi là cụm danh từ ghép đó. Và ví dụ như là sales result, account number, ví dụ như thế. Đây là những ví dụ tiêu biểu nhất mà thôi.
Còn những cái cụm danh từ ghép mới ra trong những tháng gần đây thì các bạn có thể tham khảo cái web Anh Lê Online của mình. Trên đó mình vừa cập nhật một bài đấy. Rồi chuyển sang câu 114 các bạn. Thì câu này bốn đáp án ABCD các bạn thấy hên quá, nó giống nhau đấy. Nó đều là biến thể có cái động từ là confuse. Cái từ này nghĩa là gây ra sự bối rối đó các bạn. Từ này thì các bạn cũng nên học nha. Thì đây là dạng biến thể của động từ đó. Thì các bạn phân loại nó ra. Câu A là verb 1 nè, để nói về hoạt động hiện tại. Câu B là verb ed quá khứ. Câu C là verb 1 thêm S, tức là dùng để nói về hiện tại luôn, nhưng mà nó đi với chuẩn ngữ số ít, nhớ không? Còn câu D là verb in, rất là quen thuộc. Thì câu này các bạn nhìn vào đề bài, khoảng trống nó nằm ngay cuối câu. À, nằm cuối câu các bạn. Thì các bạn nhìn phía trước thôi, phía sau không có gì cả. Câu này phía trước là một cái động từ to be là is. Thì mình hỏi các bạn đứng sau is các bạn nghĩ mình dùng cái gì? Đứng sau động từ to be thường mình dùng tính từ, đúng rồi. Phía sau động từ to be là dùng tính từ để miêu tả cho cái chủ ngữ đó. Nhưng mà câu này thì hơi kỳ các bạn, bởi vì bốn đáp án đều là động từ hết. Làm gì có tính từ ở đây? Thì thật ra là có đấy các bạn. Đáp án ở đây á thì câu B và câu D, nó có thể đóng vai trò là động từ và cũng có thể đóng vai trò như một tính từ được. Verb in và verb ed người ta còn gọi nó là phân từ và có thể đóng vai trò như một tính từ các bạn nha. Và ở đây thì nếu các bạn phân tích tới đây thì các bạn có thể loại được câu A và câu C. Không thể dùng verb 1 hay là verb 1 thêm S đứng sau động từ to be đâu, chỉ có thể dùng câu B và câu D thôi. Và ở đây thì muốn biết là dùng tính từ đuôi in hay dùng tính từ đuôi ed, các bạn có biết mình phải căn cứ vào cái gì không? Rồi thì ở đây mình sẽ nhắc lại cho các bạn về cái cách phân biệt tính từ đuôi in và tính từ đuôi ed. Cái này nếu bạn nào coi những video trước đó của mình, thật ra mình đã giới thiệu rồi, nhưng mà ở đây mình nhắc lại cho những bạn mới coi. Và ví dụ thế thì ở đây các bạn lưu ý nè, mình sẽ cho các bạn coi một câu ví dụ. If the film is boring then you are bored. Rồi câu này các bạn thấy câu này dịch ra là nếu bộ phim nhàm chán thì bạn sẽ cảm thấy chán. Nghe nó hơi nhảm nhưng mà về nghĩa nó là như vậy đó các bạn. Thì câu này các bạn thấy người ta sử dụng đầu tiên cái vế thứ nhất á, cái câu đơn thứ nhất các bạn thấy người ta dùng phân từ boring và người ta nói là bộ phim này nhàm chán. Các bạn có biết tại sao người ta dùng tính từ đuôi in ở đây không? Tính từ đuôi in á, các bạn nhớ đơn giản cái này. Tính từ đuôi in mang nghĩa chủ động, tức là nó sẽ gây ra cảm giác cho những người xung quanh. Bộ phim này nhàm chán tức là sao? Tức là bộ phim này gây ra sự nhàm chán cho khán giả xem phim. Chính vì vậy các bạn sẽ thấy là người ta dùng tính từ đuôi in đó để miêu tả cho bộ phim. Còn ở vế thứ hai các bạn thấy người ta dùng tính từ bored đuôi ed. Và ở đây tại sao người ta lại dùng tính từ đuôi ed? Bởi vì bộ phim này gây ra sự nhàm chán cho người khác. Còn cái tính từ đuôi ed á thì nó miêu tả cảm xúc do chính chủ ngữ người ta cảm nhận được. Và ở đây các bạn thấy là bộ phim này gây ra sự nhàm chán nên là bạn bị chán. Bạn bị chán tức là bạn tự cảm nhận được cái sự chán nản đó. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ dùng tính từ đuôi ed là do chúng ta tự cảm nhận nên là dùng đuôi ed. Còn nếu chúng ta gây ra cảm giác cho những người khác thì chúng ta dùng đuôi in như ở vế thứ nhất này là các bạn thấy không? Đó. Và ở đây thì quay lại với cái đề bài này. Thì ở đây các bạn thấy là phía trước động từ to be là is thì người ta dùng cái từ là manual. Manual nếu bạn nào không biết thì nó là những cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng đây. Câu này á thì các bạn nghĩ là mình sẽ dùng tính từ đuôi in hay là tính từ đuôi ed để miêu tả cho cái manual này. Bây giờ mình hỏi các bạn đơn giản thôi, là cái cuốn hướng dẫn sử dụng này nó cảm giác bị rối hay là nó gây ra sự bối rối cho người đọc? Thì tất nhiên là nó gây ra sự bối rối cho người khác rồi, đúng không? Nó đâu có cảm nhận được cái gì đâu. Thì đáp án ở đây phải là tính từ đuôi in, đáp án câu D. Câu này dịch ra là mặc dù nó được viết bởi một cái người nhân viên có kinh nghiệm, nhưng mà cái cuốn sách hướng dẫn này thì nó gây bối rối, tức là gây rối cho người đọc á. Đọc vô không hiểu gì, ví dụ thế. Đó, nó gây cảm giác cho người khác nên dùng tính từ đuôi in là hợp lý. Đáp án ở đây là câu D nhé. Rồi chuyển sang câu 15. Câu này thì ABCD 4 đáp án không có gì giống nhau luôn các bạn. Câu này là một câu khó đấy. Nhiều bạn thì lựa chọn giải pháp là dịch nghĩa thì cũng có thể ra được. Nhưng mà câu này hơi khó nên là mình sẽ phân tích chi tiết cái đề cho các bạn hiểu chứ đã. Thì các bạn nhìn cái đề bài nè. Câu này nó khởi đầu bằng một cái chủ ngữ là The Employee Handbook, tức là cuốn sổ tay cho nhân viên á. Thì các bạn thấy ở đây người ta dùng một cụm danh từ ghép Employee kết hợp với Handbook. Ok, đó là một cái subject, chủ ngữ đó. Cụm danh từ ghép chủ ngữ. Phía sau là động từ describes. Thì các bạn thấy đây là chủ ngữ số ít nên là người ta dùng verb thêm s. Đó, đây là verb. Thì về lý thuyết thì sau khi có subject, có verb rồi thì chúng ta còn thiếu object. Nguyên cái cụm này phải đóng vai trò là object trong câu, đúng không? Đó, chủ công thức là subject cộng verb cộng object mà. Nhưng cái câu này các bạn để ý, cái cụm phía sau chứ. Cái cụm phía sau các bạn chú ý, nó lại là một câu có chủ ngữ cộng verb cộng object đàng hoàng luôn. Chủ ngữ là worker, động từ là should report, còn object là technical problems gì đó. Thì sao kỳ vậy?
Đây là một câu có chủ ngữ động từ rồi. Mà phía trước lại thiếu object thì tức là sao? Thì tức là các bạn phải tìm cách nào đó để biến nguyên cái câu ngắn này, cái câu ngắn màu cam này nè, thành một object. Và làm cách nào để làm được điều đó các bạn? Thường đóng vai trò tân ngữ object thì phải là danh từ. Nhưng mà đây lại là một câu có chủ ngữ động từ, thì để biến nó thành một danh từ thì chỉ còn một cách thôi, các bạn còn nhớ không? Đó là biến nó thành một noun, và đó gọi là noun clause. Clause, tức các bạn hiểu đơn giản là một câu có chủ ngữ động từ á. Và cái câu có chủ ngữ động từ này sẽ đóng vai trò như một danh từ, và khi đó nó mới có thể làm object cho cái câu phía trước được. Đó. Nhưng làm cách nào để biến một câu có chủ ngữ và động từ lại có thể biến thành một danh từ noun clause được các bạn? Thì ở đây các bạn lưu ý cái này nè. Để biến một câu có chủ ngữ động từ thành một cái noun gọi là noun clause đó, thì các bạn lưu ý chúng ta sẽ thêm những cái từ này vào phía trước một câu có chủ ngữ động từ. Đó, những cái từ như là that, whether, how, when và where. Thì khi cái này kết hợp với một cái câu có chủ ngữ động từ hay còn gọi là clause đó, thì nó sẽ tạo ra một noun clause. Noun clause các bạn hiểu đơn giản, tức là nó vẫn là một câu có chủ ngữ động từ thôi, nhưng nó sẽ đóng vai trò như là một danh từ. Và khi đóng vai trò như một danh từ thì nó hoàn toàn có thể trở thành một object và subject cho câu được. Bởi vì subject và object thường là noun mà các bạn nhớ không? Đó. Và quay lại với câu này, nếu các bạn đã nắm vững được những cái công thức đó thì chắc chắn ở đây các bạn phải chọn đáp án là câu C. Bởi vì chỉ có how mới có thể biến nguyên một cái câu nhỏ phía sau trở thành một danh từ, và từ đó nó có thể đóng chức năng như là một object cho cái câu phía trước. Vậy thôi. Và câu này các bạn dịch nghĩa như vậy nè. Cái cuốn sổ tay nhân viên này miêu tả là cái cách nào mà một người nhân viên nên báo lại những cái vấn đề kỹ thuật cho người supervisor, tức là người giám sát của anh ta. Đó, miêu tả cái cách như thế nào mà người này có thể báo lại vấn đề cho người giám sát. Đó, đáp án ở đây là câu C. Và thực ra những cái thứ kiến thức liên quan tới noun clause nó khá là dài dòng đó. Nên là mình sẽ khuyến nghị các bạn coi lại cái video này. Mình đã làm một cái video rất là chi tiết về noun clause rồi. Noun clause, nhắc lại một lần nữa, bản chất về cấu tạo nó sẽ là một câu có chủ ngữ và động từ, nhưng nó sẽ kết hợp với một cái từ phía trước, ví dụ như đây là how, để biến nguyên một cái câu đó thành một danh từ. Và khi nó là danh từ rồi thì nó có thể đóng chức năng như object và subject trong câu. Đó là một kiến thức cao cấp về noun clause, các bạn nhớ học nhé. Rồi, chuyển sang câu tiếp theo. Thì câu này các bạn thấy, bốn đáp án đều là biến thể của cái động từ là construct. Nó, cái từ này nghĩa là xây dựng đó các bạn. Nó giống như động từ build vậy đó, rất là quen thuộc. Thì phân loại đó thôi. Câu A là verb 1, câu B là verb ed quá khứ, câu C là verb in, câu D là verb 1 thêm s. Rất là quen thuộc về cái dạng biến thể của động từ này rồi. Và câu này các bạn nhìn vào đề bài, các bạn thấy câu này là một câu hay các bạn. Câu này phía trước khoảng trống là when. Cái đề này thật ra nó đã từng xuất hiện ở trong cái đề thi đầu năm nay rồi nè các bạn. Đó, nó ra khá nhiều dạng này. When là từ loại gì các bạn biết không? Rất quen thuộc. When là một liên từ. Thì các bạn thấy hồi nãy mình học đó, liên từ đứng ở đầu câu và phía sau có dấu phẩy, đó, dùng để liên kết hai câu đơn thành câu ghép. Đây là một cái dạng mà liên từ đứng đầu câu đấy. Và câu này cho mình hỏi, nếu ngay sau liên từ đứng đầu câu mà phải dùng một động từ, các bạn dùng verb loại gì? 96.69% các bạn sẽ quất cực lực vào verb in. Nhiều bạn hay nói với mình là đứng sau when, before hoặc là after, những cái liên từ đó mình dùng verb in hết. Nghe thì có vẻ đúng đó các bạn, nhưng mà câu này nó sai rồi. Các bạn biết tại sao? Thật ra về lý thuyết hồi nãy mình chỉ các bạn là phía sau một cái liên từ thì sẽ là một câu có chủ ngữ động từ, rồi phía sau dấu phẩy lại là một câu chủ ngữ động từ khác, đúng không? Nó kết hợp hai câu lại thành một câu ghép mà. Nhưng mà tại sao trường hợp này ngay phía sau một cái liên từ không có chủ ngữ mà mình có thể dùng một động từ liền được, các bạn biết không? Đây gọi là trường hợp người ta rút gọn chủ ngữ trong dạng câu ghép có liên từ đó. Thì ở đây mình sẽ nói về cái lý thuyết này cho các bạn hiểu nè. Rồi, cái dạng rút gọn chủ ngữ này như thế nào? Thì ở đây mình viết lại cái đề bài to hơn luôn cho các bạn dễ coi. Thật ra cái câu đầy đủ là, cái câu đầy đủ của cái đề này là when Roscoe Cafe was constructed in 1999, Roscoe Cafe attracted many customers every day. Tức là câu này dịch ra là khi mà cái quán cà phê Roscoe này được xây dựng, các bạn thấy không? Cái quán cà phê được xây dựng nha, đúng không? Bởi vậy mình phải dùng dạng bị động, động từ to be là was cộng verb 3 nè. Khi mà cái quán này được xây dựng thì cái quán này đã thu hút, attracted là thu hút rất là nhiều khách hàng mỗi ngày. Và câu này các bạn thấy, đây là một câu bản chất của nó đó, là như vậy. Nhưng mà câu này nếu viết ra thì các bạn bị gì các bạn biết không? Nó lặp lại chủ ngữ tới hai lần. Các bạn để ý nè,
Cái câu nhỏ phía trước người ta dùng chủ ngữ là Roscoe cà phê rồi, câu sau lại lặp lại Roscoe cà phê, nghe kỳ lắm. Nó chung chủ ngữ mà, nên là người ta sẽ tìm cách để rút gọn cái chủ ngữ đi. Và khi các bạn rút gọn chủ ngữ ở cái câu when này nè, thì nếu mà cái câu của when này nè, nó ở dạng động từ ở bị động á, là was constructed, thì khi các bạn rút gọn chủ ngữ, các bạn được quyền làm điều đó. Nhưng các bạn chỉ được rút cái Roscoe cà phê và rút đi cái động từ to be thôi. Các bạn vẫn phải giữ lại cái verb 3 là constructed ở đây. Nhớ kỹ điều đó nha. Nếu các bạn rút gọn chủ ngữ thì ở cái vế when mà các bạn rút gọn á, thì nếu cái câu đó ở dạng bị động thì các bạn được bỏ chủ ngữ nè, được bỏ động từ to be, nhưng phải giữ lại verb 3. Đó là lý do phía sau when ở đây chúng ta phải dùng constructed verb 3. Nhưng mà nhiều bạn lại hay được học là phía sau when là mình thường sẽ dùng verb in. Mình biết là nhiều bạn hay nghĩ như vậy lắm và áp dụng một cách hoàn toàn máy móc. Nhưng mà tại sao nó lại như vậy, các bạn biết không? Thì ở đây mình sẽ cho các bạn một cái trường hợp khác. Ví dụ đi, before you return to your office, you must read and sign the employment contract. Thì câu này các bạn thấy cái câu phía trước là vẫn là khởi đầu bằng một liên từ là before. Câu này dịch ra là trước khi bạn trở về văn phòng, bạn phải đọc và ký cái hợp đồng lao động này. Đó. Thì các bạn thấy trong trường hợp này thì chủ ngữ của câu thứ nhất và câu thứ hai nó giống nhau luôn, đều là you hết, nên là người ta được quyền rút gọn. Nhưng cái khác biệt ở đây là gì? Cái khác biệt là trong câu này hoàn toàn các bạn có thể rút gọn theo kiểu là phía sau before các bạn chuyển return thành returning verb in luôn, chứ không còn là verb 3 nữa. Tại sao biết không? Bởi vì cái câu ở cái vế before nó không phải là động từ ở dạng bị động, không phải là động từ to be cộng verb 3, mà là dạng chủ động, you return bình thường thôi, không có be verb 3 gì hết. Bởi vậy khi mà những cái vế mà nó ở dạng chủ động, động từ ở dạng chủ động đó, thì nếu các bạn rút gọn chủ ngữ thì cái động từ đó sẽ chuyển sang verb in. Còn cái trường hợp hồi nãy là cái động từ ở dạng bị động thì khi rút gọn mình sẽ giữ lại verb 3. À, các bạn thấy không? Bởi vậy rút gọn chủ ngữ là được, nhưng mà rút gọn như thế nào thì tùy thuộc vào cái động từ ở cái vế mình rút gọn, xem nó là ở dạng chủ động hay bị động nữa kìa. Chứ không phải là các bạn cứ máy móc phía sau before, phía sau after, phía sau when là dùng verb in hết, là nhiều khi sai đó. Rồi, và tất nhiên khi các bạn đã nắm vững được cái kiến thức này thì đáp án của câu 16 là câu B. Khi mà quán này được xây dựng vào năm 92 thì nó đã thu hút được rất là nhiều khách hàng. Và trong câu này các bạn học cho mình cái động từ attract là thu hút nha, và customers là khách hàng, thì mình nghĩ nhiều bạn đã biết từ này rồi. Đó là đáp án của câu này. Rồi chuyển sang câu 117 các bạn. Câu này ABCD là biến thể của từ late. Đây là một câu huyền thoại đã từng xuất hiện trong khá nhiều đề thi và gây bối rối cho rất nhiều sĩ tử học sinh của mình các bạn ạ. Late thì ở đây các bạn phân loại ra một chút. Câu A là tính từ đúng không? Late là trễ. Còn câu B là danh từ doingness. Câu C là adverb really. Còn câu D, later. Các bạn thấy đuôi er là dạng tính từ so sánh hơn, later là trễ hơn đó. Thì câu này các bạn nhìn vào đề bài, các bạn sẽ thấy là phía trước có chữ work là làm việc, đây là một động từ. Và phía sau động từ thì các bạn nhớ mình có thể dùng hai từ loại. Thứ nhất là dùng một danh từ. Khi đó cái danh từ này là object đó các bạn, subject, verb, object mà. Và nếu mà các bạn muốn thì có thể dùng adverb cũng được. Adverb sẽ bổ nghĩa cho verb đằng trước. Và nếu các bạn áp dụng theo đúng cái công thức này thì các bạn chắc chắn sẽ chọn một là câu B, hai là câu C đúng không? Đó, danh từ adverb, các bạn sẽ loại câu A và câu D đúng không? Sai bét bèn bẹt các bạn nha. Đáp án ở đây phải là câu A. Đó, nhiều bạn hỏi mình tại sao lại như vậy. Thì ở đây các bạn phải biết một cái huyền cơ như thế này nè. Thật ra cái từ late này á, ngoài việc đóng vai trò là tính từ, nó cũng có thể đóng vai trò là trạng từ adverb được luôn. Thế mới ghê. Và về nghĩa thì trạng từ late nó mang nghĩa là trễ, còn trạng từ lately lại nghĩa là gần đây. Và xét về nghĩa nha thì câu A nó đúng. Câu này các bạn dịch ra là sao? Câu này các bạn dịch ra là Peter quyết định làm việc trễ vào tối nay để hoàn thành cái báo cáo marketing. Chính vì vậy các bạn phải chọn câu A. Các bạn làm sao mà các bạn dịch là Peter quyết định sẽ làm việc gần đây, tối nay, nghe nó thấy kỳ kỳ rồi. Đáp án phải là câu A các bạn. Bởi vậy đây là một câu thách thức cái khả năng hiểu biết về từ của các bạn đấy. Đáp án ở đây là câu A. Rồi chuyển sang câu 18. Thì câu này 4 đáp án ABCD hoàn toàn khác biệt luôn các bạn. Nhìn thấy sợ đó. Câu này thì không có ngữ pháp gì ở đây hết trơn á. Câu này các bạn dịch nghĩa ra thôi. Và câu này thì có một từ rất đặc biệt mình khuyên các bạn nên học, đó là từ S. Nó đặc biệt ở chỗ là nó nhiều nghĩa lắm các bạn. Nó nhiều lắm. Các bạn nhìn đây nè. As các bạn có thể dịch là khi, có thể dịch là như là, có thể dịch là với tư cách là. Đó, còn if
thì nếu thôi, từ này quen thuộc rồi. From là từ khi, to là đến. Rồi, câu này về nghĩa các bạn chọn đáp án là gì? Câu này thì đáp án chính xác là câu A. Đơn giản là vì nó hợp nghĩa nhất mà thôi. Và câu này các bạn dịch là: với tư cách là một giám đốc, là một người quản lý tài sản, property manager, là người quản lý tài sản á, thì cái ông Ofa này chịu trách nhiệm về việc quản lý tất cả những người lau dọn và những người bảo vệ. Đó. Thì ở đây các bạn lưu ý cái từ property manager là người quản lý một cái tài sản, một cái căn hộ chẳng hạn, hoặc là một cái loại bất động sản nào đó. Nói chung là người quản lý một cái khu nào đó đó. Rồi, và ở đây các bạn lưu ý thêm cho mình một điều nè. Cái từ S này là một từ rất đặc biệt luôn, thật sự như vậy. Ngoài việc nó đóng rất là nhiều nghĩa, nó có thể là khi như là với tư cách, thì nó còn có thể đóng nhiều chức năng nữa. Nó có thể đóng vai trò là liên từ hoặc là giới từ đều được luôn đó. Và trong trường hợp này nó đóng vai trò là một giới từ. Nó có nghĩa là với tư cách đó. Và các bạn thấy vì nó là giới từ nên là phía sau chỉ cần một cụm danh từ thôi, property manager thôi. Đó, đáp án là câu A. Câu này rất khó nha. Và câu này thì các bạn lưu ý là có một cái cụm nữa các bạn nên học, đó là cụm là be responsible for. Cái này thì nhiều bạn chắc biết rồi. Nó mang nghĩa là chịu trách nhiệm về một việc gì đó. Và phía sau nó thường các bạn sẽ dùng một cái động từ thêm in nhé. Chính vì vậy các bạn sẽ thấy phía sau for trong câu này người ta dùng cái động từ manage thêm in, managing. Thấy không? Đó, đáp án là câu A. Rồi câu 119 thì câu này các bạn nhìn bốn đáp án ABCD là các bạn thấy mệt rồi đúng không? Nó một lần nữa là bốn đáp án lại không có gì giống nhau các bạn. Nói chung là những câu càng về sau thì nó sẽ ra kiểu như vậy. Những câu về trước thì các bạn nhớ là người ta hay ra những cái dạng biến thể của động từ, biến thể của từ loại, chỉ cần dùng grammar là xong, nhưng mà tới đây là phải kết hợp nhiều thứ lắm. Thì câu này á, các bạn nên nhìn vào cái đề trước, và nếu bạn nào tinh ý á, các bạn sẽ nhận ra được cái cụm phía sau khoảng trống này nè là một cái mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ là gì các bạn? Mệnh đề quan hệ nó có tác dụng là để bổ sung thêm ý nghĩa cho cái từ đứng trước nó. Thì ở đây các bạn thấy cái từ đứng trước nó là cái khoảng trống này rồi. Đó, cái cụm màu vàng này sẽ bổ sung làm rõ thông tin hơn cho cái chủ ngữ đứng trước. Và thực ra cái chủ ngữ màu đỏ này nè, nó sẽ có một cái động từ nằm rất xa nó là will receive. Các bạn hiểu không? Bởi vì người ta đã chèn một cái mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho nó ở giữa rồi, nên là cái động từ sẽ cách xa nó hơn, chứ không nằm ngay cạnh nó như những câu đơn bình thường khác. Rồi, và ở đây các bạn phải hiểu mệnh đề quan hệ nó có cấu tạo và chức năng như thế nào. Thường mệnh đề quan hệ sẽ khởi đầu bằng một cái đại từ quan hệ là who, là which, là that. Nó dùng để liên kết cái mệnh đề phía sau với cái chủ ngữ mà nó đang bổ nghĩa. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu lại về vai trò và chức năng của nó cho các bạn dễ hình dung nha. Rồi, và ở đây mình sẽ nói về đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ một cách ngắn gọn thôi. Thì đầu tiên mình có một câu ngắn thế này: that man is very rich. Người đàn ông kia rất là giàu. Đó, một câu cực kỳ đơn giản thôi. Nhưng mà cái câu này nó đầy đủ ý nghĩa rồi đúng không các bạn? Nó là một câu có chủ ngữ và động từ rồi. Nhưng cái vấn đề của nó là gì? Cái vấn đề của nó là nó rất ít thông tin. Nói chung là nó ít thông tin lắm các bạn. Người đàn ông kia là người đàn ông nào? Đó, nghe nó rất là mơ hồ, mông lung đúng không? Bởi vậy, nhiệm vụ của một câu văn là truyền đạt càng nhiều ý nghĩa, càng nhiều thông điệp càng tốt mà. Chính vì vậy người ta sẽ cố gắng làm sao cho nó rõ nghĩa hơn. Và để rõ nghĩa thì người ta phải bổ sung ý nghĩa, hay còn gọi là bổ nghĩa đó. Và bổ nghĩa cho một danh từ thì các bạn có thể dùng tính từ. Nhưng nếu người ta muốn chi tiết hơn, người ta sẽ dùng một thứ được gọi là mệnh đề quan hệ. Các bạn nhìn câu này, người ta đã dùng một cái mệnh đề giống như cái đề hồi nãy, các bạn thấy không? Who stands next to me? Đây gọi là mệnh đề quan hệ đó. Và câu này nó trở nên dài hơn và nó dịch ra là người đàn ông, cái người mà đứng cạnh tôi thì rất là giàu. Câu này các bạn thấy nó rõ nghĩa hơn không? Cái người đàn ông kia đã trở nên rõ ràng và chi tiết hơn, là không phải là cái người bất kỳ mà là cái người đang đứng cạnh tôi nè, nó giàu lắm. Đó, còn mấy ông kia thì nghèo. Kiểu vậy, các bạn hiểu không? Đó. Và tất nhiên mệnh đề quan hệ sẽ có động từ các bạn nhé. Và nó sẽ liên kết với cái từ nó bổ nghĩa bằng những cái đại từ quan hệ. Và ở đây thì đại từ quan hệ thì các bạn lưu ý đây, những cái đại từ quan hệ ví dụ như là who, nếu mà nó bổ nghĩa cho người, which thay thế cho vật, that dụng nào cũng được. Còn cái từ whose là để chỉ quan hệ sở hữu. Đó. Còn phía sau đại từ quan hệ sẽ là một clause, một cái câu để bổ nghĩa cho cái danh từ đứng trước. Và đại từ quan hệ cộng cho cái câu đó sẽ gọi là mệnh đề quan hệ. Ok, rồi. Và quay lại cái đề bài 119 này, thì sau khi các bạn biết được mớ kiến thức đó thì các bạn sẽ làm được cái gì? Các bạn sẽ loại được câu C nè. Bởi vì who là để bổ nghĩa cho người, còn everything nghĩa là bất cứ thứ gì để chỉ đồ vật á, nên là chắc chắn là không thể nào đứng trước who được. Các bạn cũng loại cho each, bởi vì each là một cái gọi là từ hạn định, nó sẽ đứng trước một cái danh từ chứ nó không có đứng trước who đâu. Và còn lại be và đi, các bạn có biết mình sẽ chọn đáp án nào không?
Các bạn chú ý kỹ nè, ở đây nhìn vào who thôi là chưa đủ. Nhìn vào submit, submit là nộp, và đây là một động từ thêm s phía sau who, các bạn thấy không? Who thay thế cho cái chủ ngữ đứng trước, và cái chủ ngữ đứng trước là đi với động từ submit được thì nó không thể chọn của be được đâu, loại của be đi, bởi vì those nghĩa là những người, những người tức là số nhiều làm sao mà đi với verb thêm s được các bạn, verb thêm s đi với chủ ngữ số ít mà. Chính vì vậy chỉ còn một sự lựa chọn thôi, đó là câu d, anyone là bất kỳ ai, và anyone này được coi là một chủ ngữ số ít, chính vì vậy nó hoàn toàn có thể đi được với submit thêm s các bạn nha, nó đi được với verb một thêm s do nó là số ít mà. Đáp án ở đây là câu d, và mình sẽ để các bạn dễ hình dung hơn thì các bạn cứ tưởng tượng cái câu này bản chất nó có vô đây nè. Anyone will receive a bonus from the new CEO. Câu này dịch ra là bất kỳ ai cũng sẽ nhận được một món quà, một món thưởng á, bonus từ người CEO mới. Nhưng mà để nó rõ nghĩa hơn thì các bạn thấy người ta đã dùng một mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho cái anyone này. Cái câu đề bài dịch ra là bất cứ ai mà nộp cái báo cáo này trước 5 giờ thì đều được nhận thưởng. Tức là không phải bất kỳ ai thiệt đâu nha, mà là bất cứ ai mà phải nộp báo cáo sớm kìa mới được nhận thưởng. Đó, thế mới đau chứ các bạn. Đó, các bạn hiểu chưa? Người ta đã chèn một cái mệnh đề quan hệ ở giữa này nè. Đó, khiến cho câu này dài ra. Đó, đáp án ở đây là câu D nhá. Rồi, chuyển sang câu 20. Câu này thì bốn đáp án đều là adverb hết trơn các bạn. Đều đuôi ly á. Nhưng mà nó khác biệt quá. Đây là những từ khác nhau. Câu này một lần nữa là các bạn phải móc từ điển ra dịch thôi. Câu này là dạng bài dịch nghĩa nè. Câu này các bạn dịch nghĩa được bao nhiêu từ? Overly, quarterly, properly và nearly. Câu này dịch ra là câu A là quá mức, quarterly là hàng quý. Các bạn nhớ là quarter. Nếu bạn nào biết á, thì quarter này nghĩa đen là 1 phần 4. Nhưng mà 1 phần 4 của 1 năm, tức là quý, một quý có 3 tháng. Rồi bởi vậy quarterly các bạn dịch là hàng quý, tức là mỗi 3 tháng đó. Còn properly là đúng cách hoặc là chính xác. Còn nearly là gần, gần như đó. Thì câu này các bạn chọn đáp án là gì? Thì muốn biết các bạn phải dịch nghĩa thôi. Câu này các bạn dịch từ đầu câu nhé. Please note that. Xin hãy chú ý rằng những cái điều khoản cho những cái khoản vay doanh nghiệp nhỏ thì phải chịu sự thay đổi. Thay đổi gì biết không? Thay đổi hàng quý khi mà những cái cập nhật này có hiệu lực. Đây là một câu khó, thật sự đây là một câu khó đấy nhá. Câu này thì các bạn lưu ý cái cụm từ be subject to cộng cho danh từ á, change ở đây nghĩa là những sự thay đổi nè, danh từ á nó nghĩa là phải trải qua hoặc là phải chịu cái gì đó. Đây là một cụm từ nên học nhá. Và tiếp theo là take effect, thì cái cụm này nó có nghĩa là có hiệu lực. Nhưng mà ở đây mình viết sai chính tả các bạn, có hiệu lực sai chính tả, sorry nhé, thiếu sai chữ ư. Ok đó, và những cái như là the terms là điều khoản, còn cái chữ loans nghĩa là khoản vay. Đây là một câu có rất là nhiều từ vựng các bạn nên học đó. Nói chung đáp án câu 20 là câu B. Bạn nào làm đúng câu này thì sẽ đúng thêm một câu nữa. Rồi chuyển sang câu 121 các bạn ơi. Đây là một câu mà mình khẳng định là rất nhiều bạn sẽ sai. Các bạn tin mình không? Rồi ok, thôi bây giờ mình vô giải là các bạn biết liền thôi. Thì câu này các bạn nhìn qua bốn đáp án ABCD trước, nhớ là hãy tập cái thói quen đó. Thì các bạn thấy bốn đáp án này đều là biến thể của cái động từ là notify. Notify là thông báo đó các bạn. Thì các bạn phân loại ra thôi. Câu A là verb 1 nè, câu B là verb 1 thêm S, đi với chủ ngữ số ít. Còn câu C là danh từ duration, còn câu D là verb quá khứ đuôi ED thôi. Đó, nói chung là như vậy. Thì câu này như bạn nhìn vào cái đề bài, các bạn sẽ thấy phía trước khoảng trống là một cái chủ ngữ, là the company. Và nhiều bạn sẽ nói với mình là do đây là chủ ngữ số ít nên là các bạn sẽ chọn đáp án là câu B đúng không? Chủ ngữ đi với verb số ít là verb 1 thêm S. Đó, nhiều bạn chọn câu B. Nhưng nó không đúng các bạn. Và nhiều bạn sẽ nói là nếu mà không phải là câu B thì em chọn câu D, là verb quá khứ đúng không? Verb ED thì đi với chủ ngữ số ít hay số nhiều gì chả được. Đó. Nhưng mà cũng không đúng luôn các bạn. Đáp án ở đây á là câu C, thêm mới đau chứ. Đây là một câu cực kỳ khó mà nếu bạn nào làm được thì chắc chắn đi thi chỉ có 990 trở lên thôi. Thì ở đây các bạn phải nhìn ra được cái bản chất câu này. Câu này bản chất cái gì nè? Thì các bạn thấy đầu câu là the company. Và các bạn phải chú ý được nguyên cái cụm phía sau người ta khởi đầu bằng that. Các bạn thấy không? That all staff members have to wear safety badge in the workplace. Và ở đây các bạn phải nhìn ra được một cái nữa. Đó là có một cái động từ nằm ở đây. Động từ là receive. Các bạn có thấy câu này kỳ không? Câu này đã có một cái động từ là have to wear rồi.
mà phía sau lại có thêm một cái verb thêm s nữa, đó ghê không? Và phía sau là some complaints. Câu này các bạn có phân biệt được bản chất không? Bản chất câu này thật ra nó là như vậy nè: the company notification receives some complaints. Tức là gì các bạn? Các bạn phải hiểu á, cái chủ ngữ không phải chỉ riêng một mình company là chủ ngữ đâu, mà cái chủ ngữ thật ra là nguyên một cụm danh từ ghép, company notification, dịch ra là thông báo của công ty đó các bạn. Hai danh từ đứng cạnh nhau tạo thành danh từ ghép nè các bạn, thấy không? Đó. Và cái động từ, thật ra cái động từ của cái chủ ngữ này là receive. Các bạn thấy notification này là danh từ xuất, nên là receive phải thêm s, là như vậy. Và phía sau, các bạn lưu ý, phía sau some complaints là object. Câu này dịch ra là cái thông báo của công ty này thì nhận được một vài lời phàn nàn. Đây là bản chất của câu này nha. Cái câu này, câu gốc nó chỉ ngắn như ngủn vậy thôi đó. Nhưng nó đã làm các bạn cảm thấy câu này nó phức tạp. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đã chèn thêm một thứ vào giữa để bổ sung ý nghĩa cho cái danh từ notification đứng trước. Và đây được gọi là, hồi nãy mình mới học đó các bạn, đây là mệnh đề quan hệ. Các bạn thấy mệnh đề quan hệ lần này nó khởi đầu bằng that. Đó, that là để thay thế cho notification đó, thấy không? Và phía sau that là một câu có chủ ngữ staff members cộng cho have to wear. Câu này thì các bạn cứ hiểu đơn giản như nè: company notification nghĩa là thông báo của công ty. Cái thông báo này là thông báo gì thì chưa ai biết cả. Nó nói chung là thông tin còn ít lắm, nên là người ta phải bổ nghĩa bằng cái mệnh đề quan hệ này. Cái thông báo gì? Cái thông báo về việc á, mà tất cả nhân viên đều phải mang cái huy hiệu an ninh ở nơi làm việc. Đó, cái thông báo này thì sao? Thì nhận được những lời phàn nàn đó. Thông qua cái mệnh đề quan hệ này, nó đã bổ sung ý nghĩa cho notification để các bạn biết rõ ra cái thông báo này là thông báo gì. Đó, đúng không? Bởi vì công ty có nhiều thông báo, nói khơi khơi vậy biết thông báo gì, phải chi tiết hóa nó ra bằng cách bổ sung ý nghĩa thông qua mệnh đề quan hệ này. Đó, các bạn thấy không? Bởi vậy đây là một câu rất khó. Các bạn không thể điền một cái verb đằng sau company được, bởi vì thật ra đã có động từ rồi. Câu này động từ chính là receives nè. Thật ra ở đây cái company này chỉ đóng vai trò là bổ sung ý nghĩa cho cái danh từ chính phía sau là notification mà thôi. Đây là một câu rất 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 khó. Và nếu bạn nào làm được câu này thì đi thi chỉ có 990 thôi các bạn ạ. Rồi chuyển sang câu tiếp theo. Thì câu này các bạn nhìn bốn đáp án A, B, C, D. Nó là biến thể của cái từ là current, đúng không? Cái từ này nghĩa là hiện tại đó. Đây là một từ rất là phổ biến thôi. Thì tất nhiên là bốn đáp án là biến thể của nó, nên là các bạn không cần dịch nghĩa đâu. Các bạn phân loại xem nó là từ loại gì, danh từ, động từ, tính từ đó. Thì câu A là tính từ nè, câu B là adverb really, câu C cái đuôi C y dài nè nè các bạn, thường là danh từ nhé, còn câu D là danh từ số nhiều của nó. Thì câu này các bạn biết đây là dạng biến thể của từ loại rồi, thì xử lý cũng đơn giản thôi. Câu này các bạn nhìn vào phía trước khoảng trống, nó là một động từ to be là is, đúng không? Rồi, bây giờ mình hỏi các bạn, thường đứng sau động từ to be các bạn nghĩ tới cái gì? Cái đập vào đầu chúng ta đầu tiên có phải là đứng sau động từ to be là dùng tính từ không? Đúng không? Đó, bởi vì động từ to be nó còn được gọi là linking verb, nó dùng để miêu tả cho đặc điểm tính chất của chủ ngữ phía trước. Chính vì vậy phía sau nó thường dùng tính từ đó các bạn. Và nhiều bạn sẽ nghĩ đáp án ở đây là câu A. Nhưng mà đúng các bạn, cái vậy đơn giản quá. Ở đây các bạn phải chú ý kỹ, phải nhìn đằng sau nữa các bạn. Đó, nhìn đằng trước chưa đủ đâu. Đằng sau là on schedule. On schedule được gọi là gì các bạn? On là một giới từ, schedule là danh từ. Và on schedule được gọi là một cụm giới từ. Các bạn có biết cụm giới từ là gì không? Thì ở đây mình sẽ nói sơ qua về cái này trước đã. Rồi, đầu tiên mình sẽ nói về giới từ các bạn. Thì giới từ tiếng Anh được gọi là preposition. Giới từ dùng để diễn tả mối quan hệ của cụm từ đứng sau với các thành phần khác trong câu. Đó là về lý thuyết mà thôi. Nhưng mà các bạn chỉ cần nhớ đơn giản như mình này. Giới từ á, là những từ cực kỳ ngắn. Thường nó chỉ có một hoặc là hai âm tiết thôi. Ví dụ như là in, on và at. Nhưng mà một mình giới từ nó sẽ không thể nào làm được bất cứ một trò trống gì hết. Mà giới từ thường sẽ phải đi với một danh từ phía sau. Chắc chắn là như vậy nha. Chắc chắn đứng sau giới từ là một danh từ đấy. Và giới từ cộng cho danh từ sẽ hình thành một thứ được gọi là cụm giới từ. Hay người ta còn gọi là prepositional phrase đó các bạn. Và ở đây mình sẽ ví dụ đi. Ví dụ có một cái giới từ là at cộng cho danh từ là London. Rồi ok,
at London. Ở tại London á, thì đây là một cụm giới từ. Rồi, và quay lại câu này. Sau khi các bạn đã biết được như vậy thì các bạn sẽ xác định được giới từ on cộng cho danh từ schedule là một cụm giới từ. Nhưng mà biết như vậy các bạn chỉ biết về mặt khái niệm thôi. Các bạn phải biết về chức năng và bản chất. Vậy cụm giới từ nó có đóng vai trò gì trong câu? Cụm giới từ á, nó có thể đóng vai trò như là một tính từ vậy. Nhớ kỹ điều đó các bạn nhé. Cụm giới từ có nhiều chức năng, nhưng trong số đó nó có thể đóng vai trò như là một tính từ dùng để bổ sung ý nghĩa cho cái chủ ngữ của câu cũng được luôn. Chính vì vậy, phía sau động từ to be này không cần dùng tính từ nữa, bởi vì bản chất cụm giới từ nó đã đóng vai trò như là một tính từ rồi. Và ở đây các bạn cần một thứ để bổ nghĩa mà thôi. Các bạn có nhớ để bổ nghĩa cho tính từ mình thường dùng cái gì không? Mình thường dùng adverb. Và tương tự như vậy, mình cũng có thể bổ nghĩa cho cụm giới từ bằng một adverb luôn. Và đáp án ở đây là câu B đó. Và câu này thì các bạn lưu ý, cái cụm giới từ on schedule các bạn dịch ra là đúng lịch trình, diễn ra đúng lịch đó. Đó. Còn một từ nữa các bạn nên học đó là từ campaign. Campaign là một cái chiến dịch. Câu này các bạn dịch ra như vậy nè. Cái chiến dịch marketing này thì đang diễn ra đúng lịch đúng không? Nhưng mà như vậy nó chưa có đủ chi tiết, nên là người ta dùng một cái adverb để bổ nghĩa cho nó. Và câu này trở thành là cái chiến dịch marketing này hiện tại đã diễn ra đúng lịch trình rồi. Currently nghĩa là hiện tại đó, nó đang diễn ra đúng lịch đó. Và người CEO, giám đốc điều hành cảm thấy rất là thỏa mãn về vấn đề đó. Đáp án ở đây là câu B nha. Chuyển sang câu 123. Câu này thì bốn đáp án ABCD nó rất buồn các bạn, nó chả có gì giống nhau hết. Nên khẳng định đây có khả năng là phải dịch nghĩa rồi đó, không có chơi ngữ pháp ở đây. Và câu này thì các bạn dịch nghĩa được bốn đáp án này không? Đây đều là những động từ thôi. Nhưng có một từ rất đặc biệt các bạn nên lưu ý, đó là câu A, cái từ cover. Cover này nó có nhiều nghĩa lắm các bạn. Nhưng mà trong TOEIC mình thấy hai nghĩa phổ biến nhất, nó là che phủ hoặc là bao gồm. Đó, rất là lạ cái nghĩa này. Còn câu B nghĩa là gấp hoặc là xếp lại. Còn cross là băng qua, apply là áp dụng. Đó, nói chung là đây là những cái nghĩa của những động từ này. Rồi, bây giờ cho mình biết về nghĩa. Muốn biết được đáp án đúng thì tất nhiên các bạn phải dịch được cái đề luôn rồi. Nhưng mà các bạn dịch được hay không thì mình không biết. Thì ở câu này mình sẽ dịch nghĩa cho các bạn coi. Câu này người ta nói là cái hợp đồng này việc thuê lại không gian sử dụng văn phòng và việc sử dụng những cái thiết bị có sẵn. Và ở đây thì các bạn nghĩ cái nghĩa nào là hợp lý nhất? Chắc chắn rồi là câu A. Cái hợp đồng này bao gồm cái việc thuê văn phòng và việc sử dụng thiết bị của nó nữa. Đó, các bạn nhìn đơn giản vậy thôi. Và ở đây có một cái từ mình khuyên các bạn nên học. Cái từ này thật ra mình nhắc nhiều lời. Đó là agreement. Thì các bạn vẫn biết cái động từ agree bình thường nghĩa là đồng ý đúng không? Nhưng mà danh từ agreement lại không có nghĩa là đồng ý, mà gọi là hợp đồng các bạn ạ. Thì cũng các bạn cứ hiểu na ná là kiểu như là khi mà hai người này đồng ý ký hợp đồng đó, thì người ta dùng từ agreement cũng là một cái từ cũng hợp lý mà. Phải đồng ý với nhau mới ký được cái hợp đồng chứ đúng không? Đó. Và một cái từ nữa là on-site equipment, tức là những cái thiết bị có sẵn á, các bạn dịch như vậy cho nó dễ hình dung ha. Và ở đây có một cái tip thế này, khi mà các bạn gặp những cái từ mà nó được liên kết bởi một dấu gạch ở giữa, ví dụ như là on-site á, thì thường các bạn nhớ nó gọi là tính từ ghép á, nhớ cái đó nha. Đó, còn office space là không gian sử dụng văn phòng, rental là thuê thì chắc các bạn biết rồi. Không, tưởng ra nhiều bạn không biết đâu. Rồi, bạn nào không biết từ nào ghi lại nha. Chuyển sang câu 24. Câu này thì ABCD 4 đáp án hoàn toàn là những cái từ cũng lại khác nhau luôn các bạn. Câu này chắc nghĩa là phải dịch rồi đó. Thì câu này các bạn dịch ra thử. Requirement là yêu cầu, câu B là buổi thứ giọng, câu C là sự so sánh, câu D là ý kiến. Thì câu này cho mình hỏi đố các bạn biết đáp án ở đây các bạn chọn câu gì? Câu này thì hơi khó. Câu này hơi khó thiệt. Câu này đáp án ở đây là câu A. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn lưu ý, phía trước người ta sử dụng một cái động từ rất đáng lưu ý, đó là meet. Nhiều bạn chỉ cần biết cái động, nhiều bạn chỉ biết cái từ meet này nè, với cái nghĩa là gặp mặt thôi. À, meeting là buổi họp chẳng hạn, còn meet bình thường là gặp gỡ. Nhưng có một cái cụm từ các bạn nên học, đó là meet the requirements, nghĩa là đáp ứng được những nhu cầu hay là những yêu cầu. Và ở đây cái từ meet này dịch là đáp ứng chứ không có dịch là gặp gỡ. Đó, đây là một cụm từ mà các bạn nên học. Và câu này thật ra nếu bạn nào biết được nghĩa như vậy, các bạn phải dịch được câu này như vậy nè. Chỉ những người ứng viên mà đáp ứng được yêu cầu ở trong cái JD, tức là cái miêu tả công việc này á, thì
sẽ được cân nhắc, tức là cân nhắc tuyển dụng cho vị trí đó, chẳng hạn như vậy. Và ở đây thì các bạn lưu ý một điều là trong bài thi TOEIC, thật ra nó có những cái cụm từ á, thường nó sẽ đi chung với nhau để tạo ra một cái nghĩa chung. Ví dụ như là meet the requirements, nghĩa là đáp ứng yêu cầu nè. Và thậm chí còn có một cụm nữa là meet the needs, đó cũng có nghĩa là đáp ứng được nhu cầu. Và cái từ need bình thường á, là động từ, thì các bạn dịch là cần một cái gì đúng không? Nhưng mà nó cũng có thể đóng vai trò là danh từ, và thậm chí là danh từ số nhiều thêm S nữa nè. Và nó dịch là nhu cầu. Đó, đó là những cụm từ mà nó mang một cái nghĩa lạ khi ghép với những cái từ khác. Chính vì vậy các bạn nên học những cụm từ này. Bởi vì nếu mà các bạn dịch theo nghĩa đen bình thường mà các bạn chỉ biết cái từ meet này là gặp gỡ thôi, thì cái câu này nó tối nghĩa vô cùng các bạn ạ. Nó tối nghĩa vô cùng và nó sẽ khiến các bạn gặp bối rối. Nhưng nếu các bạn biết được những cái collocation, những cái cụm từ như thế này á, thì cái tốc độ làm bài của các bạn gặp câu này là cực kỳ nhanh. Thấy meet là biết rồi, meet the requirement, cái gì mình nghe quen mà đúng không? Đó, đáp án ở đây là câu A. Bởi vậy đây là một câu các bạn nên học thuộc cái cụm từ này nhé. Rồi, chuyển sang câu tiếp theo. Câu tiếp theo thì câu này đỡ phải dịch rồi các bạn. Bởi vì bốn đáp án ABCD là biến thể của cái từ là special. Special là đặc biệt đúng không? Một cái từ rất quen thuộc thôi, phân loại ra. Thì câu A là tính từ, câu B là verb, verb 1 các bạn. Đó, có một cái tip là thường mấy cái từ mà đuôi IZE này nè, thường là động từ. Nhưng mà mình không có nói là tất cả đuôi IZE đều là động từ nha. Mình chỉ nói là khả năng cao đuôi IZE là động từ thôi. Các bạn đừng có hiểu lầm điều đó nha. Tất nhiên là tiếng Anh lúc nào cũng có trường hợp ngoại lệ hết. Còn câu C là danh từ, câu D là adverb really. Thì câu này các bạn tất nhiên đây là dạng biến thể của từ loại rồi. Các bạn nhìn vào khoảng trống thôi. Phía trước là động từ to be là is, phía sau là design. Nhưng mà không phải là động từ design bình thường mà là động từ design thêm ed. Rồi ok, nhìn là biết rồi. Động từ to be cộng verb ed, hay còn gọi là verb 3 đó các bạn, thì ở đây chắc chắn là dạng bị động. Ở đây động từ to be cộng verb 3 là dạng bị động, nhưng mà ở giữa người ta bắt điền một cái từ loại, thì các bạn có biết vị trí này mình phải điền từ loại gì không? Mình phải điền adverb nha. Đáp án ở đây là câu D. Câu này mình dịch ra như vậy nè. Cái túi này được thiết kế như vậy thì thường quá, nên là người ta mới thêm cái trạng từ vào giữa để bổ nghĩa cho design đó. Người ta nói là cái túi này được thiết kế một cách đặc biệt dành cho những người travelers, tức là những người đi du lịch á, những người mà cần một cái túi không chỉ lớn mà còn nhẹ nữa. Ở đây các bạn học cho mình cái từ lightweight. Thực ra nó là ghép của từ light, nhẹ, và weight, cân nặng. Lightweight là những cái túi kiểu như nhẹ hều à, đó, mang vô cho nó tiện đi di chuyển đó các bạn, chứ nặng quá ai đủ sức mang đúng không? Người ta đi du lịch mà. Đó, đáp án ở đây là câu D nhá. Và nếu bạn nào mà để ý thì thật ra câu này á, người ta đã dùng một cái mệnh đề quan hệ là who need a large but lightweight bag để bổ nghĩa cho cái danh từ travelers phía trước. Các bạn thấy không? Bổ nghĩa nè. Đó, thay thế cho người. Đó, đáp án là câu đi nhá. Rồi, chuyển sang câu 126 các bạn. Thì câu này ABCD là biến thể của động từ surprise. Câu này, cái nghĩa này rất quen thuộc rồi. Bạn nào mà coi YouTube nhiều các bạn sẽ biết. Surprise là người theo dõi hay là theo dõi đó các bạn. Thì câu này các bạn phân loại đó thôi. Câu này là câu A là verb 1 thêm S nè. Đó, đi với trường từ số ít. Câu B là verb in. Câu C là danh từ subscribers, nhưng mà số nhiều. Còn câu D là danh từ số ít. Vậy thôi, đó. Thì câu này các bạn nhìn vào đề bài, bởi vì đây là một dạng biến thể của từ loại, nên là mình cũng không cần phải dịch hết toàn bộ đâu. Mình chỉ cần nhìn vào khoảng trống, quan sát phía trước và phía sau thôi. Thì các bạn nhìn phía trước là tính từ là new, là mới đúng không? Còn đằng sau là động từ will receive, đây là động từ ở tương lai đó. Thì câu này cho mình hỏi là vị trí nằm ở giữa một cái tính từ và một cái động từ, thường các bạn dùng cái từ loại gì? Chắc chắn rồi, 100% luôn, dùng danh từ chứ còn cái gì nữa các bạn, đúng không? Bởi vì tính từ sẽ đứng trước để bổ sung ý nghĩa cho danh từ đằng sau mà, và danh từ này sẽ đóng vai trò là chủ ngữ cho cái động từ đó. Rồi, thì câu này các bạn loại được câu A và câu B đi, hai cái này không điền được đâu. Còn lại C và D. Tới đây nhiều bạn sẽ gặp bối rối nha. Đố các bạn biết câu B, lộn, câu C và câu D đều là danh từ, nhưng mà đáp án đúng là câu gì các bạn? Nếu cả hai đều là danh từ thì phải chọn câu cờ mà thôi. Nếu các bạn bí trong bài thi thì mình khuyên các bạn tỷ lệ đúng của câu cờ luôn luôn cao hơn những câu khác. Cái đó mình giỡn thôi. Nhưng mà thật ra bản chất là vậy nè. Các bạn biết tại sao không dùng danh từ câu đi được không? Bởi vì câu đi là danh từ số ít. Danh từ đếm được số ít thì phải có cái gì đứng phía trước nó các bạn biết không? Phải có mạo từ. Phải có mạo từ under đứng trước một danh từ số ít. Bởi vậy nếu mà các bạn muốn dùng danh từ số ít subscribers ở đây á, thì các bạn phải có chữ đứng ở đầu câu. Ví dụ như là a new subscriber thì ok, hoàn toàn ok, câu đi sẽ đúng. Nhưng nếu mà nó không có mạo từ thì phải dùng danh từ số nhiều. Bởi vì sao? Danh từ số nhiều nó đứng một mình vẫn được, không cần mạo từ đi chung.
Chính vì lý do đó ở đây không có mạo từ. Thì còn lại câu cờ để chọn thôi chứ còn câu gì nữa các bạn, đúng không? Đáp án là câu C. Câu này dịch ra là, trong câu này có một cái từ nên học, đó là chữ issue. Cái từ này á, cái từ này nhiều bạn hay biết nó với một cái nghĩa phổ biến nhất là vấn đề, giống như là problem vậy đó các bạn. Issue là vấn đề nào đó. Nhưng mà nó còn có một nghĩa khác, đó là bài báo hoặc là một số báo, một số báo trên một cái tạp chí dài hạn chẳng hạn đó. Thì câu này các bạn dịch ra là những người đăng ký mới á, sẽ nhận được cái số báo đầu tiên của tạp chí Movies and More này một tuần sau khi họ thanh toán, cái khoản thanh toán của họ được nhận. Tức là họ sẽ nhận được số báo đầu tiên của cái tạp chí này nè một tuần sau khi mà cái khoản thanh toán của họ được bên phát hành nhận được rồi. Đáp án ở đây là câu C. Và câu này cái từ payment là danh từ của động từ pay á, nghĩa là khoản thanh toán, còn receive là nhận các bạn nha. Đây cũng là một câu ghép nè các bạn, thấy không? Nó là câu ghép mà nó có cái liên từ là after, nó liên kết hai câu đơn thành câu ghép đó. Bởi vậy câu này là một câu khá dài đó. Rồi chuyển sang câu 127. Câu này A, B, C, D 4 đáp án đều là biến thể của từ open đó, bởi vì cũng không cần dịch nhiều lắm. Câu này các bạn phân loại ra thôi. Nhưng có một điều các bạn lưu ý. Câu A á, ngoài việc đóng vai trò là verb in, nó còn có thể đóng vai trò như là một danh từ nữa các bạn nhé. Cái từ opening này khá đặc biệt đấy. Opening các bạn, nó mang nghĩa động từ là mở, nhưng mà danh từ nó có nghĩa là vị trí. Ví dụ như là một vị trí đang tuyển dụng trong công ty đó, thì nó mang nghĩa như vậy. Còn câu B là danh từ luôn, đuôi er. Còn câu C là open là verb, verb 1 á. Còn câu D là verb ed quá khứ. Thì câu này các bạn nhìn nè, phía trước khoảng trống là immediate, đây là một tính từ, đứng sau tính từ dùng danh từ, đơn giản vậy thôi. Và ở đây thì các bạn chắc chắn không thể chọn câu C và câu D được rồi. Còn lại câu A và câu B thì xét nghĩa thôi. Opening như mình đã nói rồi là những cái vị trí trống ở trong công ty, nếu là danh từ thì nó sẽ dịch như vậy. Còn opener là cái dụng cụ mở nắp chai á các bạn. Cái này chắc nhiều bạn nhậu nhiều bạn biết đó. Và tất nhiên câu này thì các bạn nghĩ về nghĩa thì chọn đáp án gì? Muốn biết dịch đề ra thử. Người ta nói là Paragon Car Service đang tìm kiếm một cái giám đốc full time để lắp vào cái vị trí còn trống này. Đáp án ở đây là câu A. Và ở đây các bạn lưu ý học cho mình cái động từ seek, S-E-E-K. Seek ở đây là tìm kiếm á, nó nghĩa là tìm kiếm nhá. Rồi, đáp án ở đây là câu A. Chuyển sang câu 128 thì câu này bốn đáp án A, B, C, D. Các bạn nhìn trước các bạn sẽ thấy nó đều là giới từ hết các bạn. Thì bốn đáp án đó các bạn thấy mấy cái từ ngắn ngắn như là giới từ nè. Nhưng mà để làm được dạng bài mà bốn đáp án đều là giới từ thường, các bạn có bao nhiêu cách các bạn biết không? Nhiều lắm á, nhiều cách lắm á. Thứ nhất là các bạn có thể dịch nghĩa ra out là gì, for là gì, rồi các bạn tìm từ phù hợp để điền vào khoảng trống. Nhưng mà riêng câu này nó đòi hỏi một sự hiểu biết nhất định nữa kìa. Ở đây các bạn lưu ý phía trước là một động từ increase là gia tăng á. Các bạn biết từ này không? Bạn nào đi thi IELTS các bạn biết từ này rất là nhiều. Và phía sau là 3%, 3% là 3%. Đây là một cái đơn vị thôi. Thì câu này các bạn phải điền cái giới từ gì ở đây đố các bạn biết luôn. Đáp án ở đây chính là buy. Bạn nào mà đi thi IELTS thì chắc các bạn biết cái cách sử dụng giới từ buy này. Increase by nghĩa là tăng thêm bao nhiêu phần trăm đó thì người ta dùng increase by, và đáp án ở đây là câu C. Còn cái từ buy mà các bạn học TOEIC thì các bạn thường biết nó với cái nghĩa là ví dụ như là mình đi làm bằng xe hơi thì mình sẽ dùng cái giới từ by car, đúng không? By nghĩa là bằng một phương tiện nào đó. Đó, cái nghĩa đó thì phổ biến hơn trong TOEIC. Nhưng mà cái nghĩa này thì các bạn cũng nên học, bởi vì trong giai đoạn đề thi gần đây người ta bắt đầu sử dụng nó trong TOEIC, cụ thể là phần part 5 và part 6 rồi. By nghĩa là thêm bao nhiêu đó. Increase by là tăng thêm. Còn nếu mà các bạn dùng cái từ decrease là giảm thì sẽ dịch là giảm xuống, giảm bớt bao nhiêu đó. Đây là một từ nên biết nha. Rồi, câu này dịch ra là bắt đầu từ ngày 31 tháng 1 á, thì cái giá chuyển phát nhanh sẽ tăng thêm 3%. Đó, cái từ rate ở đây các bạn dịch là giá nha. Rate dịch là giá. Như bạn hay biết nó có nghĩa là tỷ lệ, cũng đúng đó, nhưng mà nó còn có một nghĩa khác là giá cả đó. Rồi, đáp án là câu C. Chuyển sang câu tiếp theo. Câu này là một câu rất hay. Câu này thì ABCD nhìn nó rất lạ các bạn. Nó là những từ hoàn toàn khác biệt luôn. Nó khác nhau về nghĩa và thậm chí nó khác cả từ loại. Ví dụ là properly là adverb,
Go one off là một cụm từ, là một mạo từ. So much là một cụm. Rồi câu này khó nha. Câu này thì nhiều bạn nhưng mà nhiều bạn sẽ nhìn phía sau nè. The most suitable candidate. Thì câu này các bạn, mình nghĩ là nhiều bạn sẽ quất thẳng vào câu B. Các bạn biết tại sao? Bởi vì dịch nghĩa ra rất là đúng, chính xác luôn á. Người ta nói là Peter là one of, là một trong, đúng không? Peter là một trong những suitable, là phù hợp, một trong những ứng viên phù hợp nhất trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Nghe nó quá đúng, nhưng mà nó ứ đúng. Nó ứ đúng các bạn à. Các bạn biết tại sao? Bởi vì các bạn hãy nhìn thật kỹ cái danh từ candidate. Nó là danh từ số ít. Các bạn nhìn kỹ nè, candidate không có S ở đuôi là danh từ số ít. Mà các bạn chú ý là khi mà các bạn dùng one of the thì dịch ra là một trong những người nào đó, thì chắc chắn cái danh từ theo sau phải là danh từ số nhiều. Còn ở đây lại là danh từ số ít, thế mới đau chứ. Thì làm sao mà các bạn dùng one of được? Các bạn phải dùng cái gì biết không? Properly. Properly sẽ dùng để bổ nghĩa cho the most suitable. Câu này dịch ra là gì? Peter. Properly nghĩa là có lẽ đó các bạn. Peter có lẽ là cái ứng viên phù hợp nhất trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay, vì anh ta có rất nhiều kinh nghiệm trong mảng finance, là tài chính, trong mảng tài chính và marketing. Đó, đáp án ở đây phải là câu A. Và câu này một lần nữa các bạn thấy nó là một câu ghép, nó dùng cái liên từ S để kết nối hai câu đơn lại với nhau. Đó, và các bạn đừng để bị dụ nha. One of the là một trong những cụm từ rất rất quen thuộc. Chính vì vậy nhiều bạn thấy cái chữ the, thấy đáp án có one of, đó các bạn quất gặp là quất, gặp là quất mà không cần để ý tới gì hết. Bởi vậy các bạn phải chú ý thật kỹ cái danh từ theo sau nữa nha. Rồi, đáp án ở đây là câu A đó. Rồi, chuyển sang câu cuối cùng của cái đề ngày hôm nay các bạn ơi. Thì câu này các bạn nhìn vào bốn đáp án A, B, C, D trước thì cũng như bình thường thôi. Thì các bạn sẽ thấy bốn đáp án này nó giống nhau các bạn. Hên quá, vậy là có khả năng đỡ phải dịch rồi. Thì bốn đáp án này là biến thể của động từ serve. Cái động từ này rất quen thuộc các bạn, nó nghĩa là phục vụ đấy. Và tất nhiên là đối với dạng biến thể của động từ á, thì các bạn hãy phân tích nó ra xem nó là loại động từ gì. Thì cái này cũng dễ thôi. Câu A á, là verb đuôi ed. Câu B là verb 1, không có thêm gì vào đuôi hết nè. Câu C là verb thêm s, đi với chủ ngữ suốt đó. Còn câu D là verb in. Thì câu này sau khi phân tích xong thì các bạn tất nhiên là nhìn vào đề bài. Nhưng mà cái đề bài này á, thì nếu mà các bạn nhìn kỹ á, thì nó sẽ không có một cái từ chỉ thời gian cụ thể nào đâu, để cho mình biết là đang nói về hoạt động ở quá khứ, tương lai hay là hiện tại gì đó. Nhưng nếu các bạn nhìn kỹ hơn thì các bạn sẽ thấy một cái điểm nó rất là lạ. Bởi vì cái câu này nó đã có động từ rồi, thế mới ghê chứ các bạn. Câu này đã có động từ ở phía sau rồi, đó là are prepare. Đây là một động từ ở thể bị động. Các bạn thấy động từ to be cộng verb 3 nè. Prepare là chuẩn bị, cái này dịch là được chuẩn bị đó. Thì cái câu này đã có động từ rồi mà người ta lại bắt mình điền thêm một động từ nữa vào đây. Các bạn thấy lạ không? Mà cái câu này không phải là câu ghép nha. Các bạn thấy là nguyên cái câu này không có một liên từ nào cả. Cái này chỉ là một câu đơn thôi. Một câu đơn thường chỉ có một động từ. Nhưng ở đây người ta lại bắt mình điền thêm một động từ nữa. Là sao ta? Thì câu này các bạn phải hiểu như nào. Thực ra cái chủ ngữ của câu này đứng ở đầu câu là đúng rồi, là all meals, tất cả bữa ăn, nó dịch nghĩa là như vậy. Và cái động từ là all prepare, tất cả bữa ăn đã được chuẩn bị rồi. Và câu này thực ra nó chèn thêm một cái cục ở giữa vô đây. Đây là gì các bạn biết không? Đúng rồi đó, nếu bạn nào mà thấy mình giải mấy câu trước là các bạn thấy khi mà người ta chèn một cái khúc vô giữa chủ ngữ và động từ á, thì thường đây chính là mệnh đề quan hệ. Câu này thực ra là như vậy nè các bạn. All meals which are served at Pablo restaurant are prepared from fresh and good ingredients. Tức nghĩa là tất cả những bữa ăn mà được phục vụ, thì các bạn thấy người ta sử dụng một cái mệnh đề quan hệ which are served để bổ nghĩa cho chủ ngữ là all meals đó. Tức nghĩa là tất cả bữa ăn mà được phục vụ tại cái nhà hàng Pablo này thì đều được chuẩn bị từ những cái ingredients, là nguyên liệu tươi và tốt đó. Thì ở đây các bạn sẽ thấy điều này nó dễ hiểu rồi, nhưng mà nó hơi lạ. Bởi vì nếu mà là cái câu này như vậy thì which nằm ở đâu? Tại sao khoảng trống lại đặt ngay sau meals mà không có which? Tại sao lại như vậy? Bởi vì người ta đã rút gọn cái mệnh đề quan hệ này rồi. Đây là một trong những dạng bài khá cao cấp trong đề thi TOEIC Part 5, mà nếu bạn nào coi những video trước đây của mình cũng đã đề cập tới. Đây được gọi là dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ. Và mình sẽ nhắc lại cái kiến thức này cho các bạn dễ hiểu. Thì rút gọn mệnh đề quan hệ là sao? Thì ở đây mình sẽ quay lại cái ví dụ huyền thoại đi. That man is very rich. Và các bạn nhớ là mình sử dụng một cái mệnh đề quan hệ là
who stands next to me đó. Mình để quan hệ này bổ nghĩa cho chủ ngữ là man. Nhưng mà ở đây nó sẽ nảy sinh một cái trường hợp như này. Đó là cái câu này á, thì nếu mà viết ra như vậy thì nó dài quá, các bạn phải thêm nguyên một cụm là who stands next to me thì dài quá. Chính vì vậy người ta tìm cách rút gọn nó lại để mình viết ít hơn, viết gọn lại đỡ tốn chữ, đỡ tốn mất công viết nhiều các bạn. Đó. Và người ta rút gọn bằng cách là người ta sẽ bỏ cái đại từ quan hệ ở đây là who và chuyển cái động từ sang dạng verb in. Và đây được gọi là rút gọn mệnh đề quan hệ. Và người ta cụ thể sẽ rút gọn bằng cách người ta sẽ chuyển who stands thành standing mà thôi. Và cái trường hợp rút gọn này chỉ áp dụng khi mà cái động từ ở thể chủ động. Tức là sao? Câu này các bạn dịch ra là người đàn ông, cái người mà đang đứng, cái người mà đứng cạnh tôi á thì rất là giàu đúng không? Thì ông ta đứng, suy ra đây là chủ động, động từ ở chủ động, nên là mình sẽ rút gọn theo kiểu là bỏ who và chuyển động từ sang dạng verb in. Nhưng còn có một dạng nữa là rút gọn cho những cái động từ ở thể bị động. Thì ở đây mình ví dụ nha. The food which is produced in China is cheap. Tức là những món ăn mà được sản xuất. Các bạn thấy, đây mình đều quan hệ là which is produced in China thì nó rất là rẻ đúng không? Thì các bạn thấy đây rõ ràng là động từ ở thể bị động nè. Động từ to be là is cộng verb 3. Thì khi này người ta sẽ rút gọn như thế nào? Đây cũng là một mệnh đề quan hệ, phải rút mà thôi. Và rút như thế này, người ta sẽ bỏ đại từ quan hệ đi, bỏ động từ to be đi luôn, và người ta sẽ giữ lại verb 3 mà thôi. Và câu này sẽ trở thành the food produced in China is cheap. Tức là đồ ăn được sản xuất ở tàu thì rẻ đó. Và câu này các bạn thấy which is produced chuyển thành produce verb 3 bình thường mà thôi. Và quay trở lại với câu này, sau khi các bạn đã nhớ lại về cái kiến thức rút gọn mệnh đề quan hệ thì các bạn thấy cái bản chất của câu này là which are served, tức là những món ăn được phục vụ tại nhà hàng này đúng không? Vậy suy ra cái động từ ở mệnh đề quan hệ đang ở dạng bị động, được phục vụ mà đúng không? Đó. Bởi vậy ở câu này thì các bạn bắt buộc phải rút gọn theo kiểu là bỏ đại từ quan hệ là which, bỏ động từ to be là are. Chính vì vậy chỉ còn lại serve ở dạng bị động verb 3 mà thôi. Và đó tình cờ là câu A thì quốc nó luôn chứ làm gì nữa các bạn. Đây là đáp án chính xác của câu này. Đó là lý do cái động từ này có thể đứng ngay sau cái danh từ meals mà nó bổ nghĩa đó. Bởi vì người ta đã rút gọn which, rút gọn are rồi, còn lại câu A mà thôi. Đó. Và đây là toàn bộ 30 câu với những dạng bài và từ vựng mà mình thấy nó xuất hiện khá phổ biến trong những cái đề thi giai đoạn gần đây. Mình cập nhật thêm cho các bạn một số từ vựng và cái dạng ngữ pháp như vậy. Và như mình đã nói rồi, nếu mà bạn nào muốn làm tốt nhất cái đề thi TOEIC á thì các bạn nên chịu khó, thứ nhất là học từ vựng nhiều hơn nè. Ngữ pháp thì trọng tâm ôn vào những cái dạng hay ra thi thôi. Và như mình đã nói, các bạn có thể vào cái web Anh Lê Online thì ở trên đó mình có cập nhật rất là nhiều những cái từ vựng cũng như là những cái bài tập để các bạn làm thử ở đó luôn. Bên cạnh đó thì những cái bài review chi tiết về đề thi mỗi tháng mà trung tâm mình cập nhật á thì mình cũng sẽ up ở trên đó, các bạn có thể tham khảo. Bởi vì nói chung là những cái thứ kiến thức từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh thì nó nhiều lắm các bạn. Các bạn không thể học hết được đâu, chắc chắn là như vậy luôn. Bởi vậy các bạn nên theo sát cái tình hình đề thi thực tế để xem là tháng này người ta trọng tâm từ vựng nào, người ta ra ngữ pháp nào, mình học kỹ những cái đó, đi thi mình sẽ sát đề thật hơn. Chứ nếu các bạn học quá nhiều thứ thì những cái thứ đó các bạn sẽ không học được chuyên sâu. Và đi thi á, thì nếu mà các bạn học rải rác mà không chuyên sâu thì khó làm được điểm cao lắm. Đó là lời khuyên của mình. Rồi, còn bây giờ thì tạm biệt các bạn ở đây. Nếu các bạn muốn là mình làm thêm những video giải đề chi tiết như này, các bạn nhớ comment bên dưới, mình sẽ ra video sớm thôi. Mình là anh Lê, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé.